Ok, Hùng Lê xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư và chúng ta lại cùng gặp lại trong bản điểm tin tối thứ Sáu hàng tuần để cùng đánh giá lại toàn bộ tình hình kịch bản thị trường trong tuần vừa qua. Sau đó thì Hùng Lê cùng với tất cả quý anh chị nhà đầu tư của chúng ta sẽ đi phân tích nội tại thị trường và phân tích một vài các cái yếu tố có thể ảnh hưởng đến chỉ số VN Index và ảnh hưởng đến tất cả những cái hoạt động đầu tư của tuần sắp tới. Và sau đó thì có thể là chúng ta sẽ phân tích một vài các cái mã cổ phiếu khá là quen thuộc trong thị trường của chúng ta trong cái thời gian vừa qua. Trước tiên thì Hùng Lê sẽ điểm lại cái nội dung của trong bản điểm tin video số 95, trong đó phân tích thị trường chứng khoán tuần từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 3. Thì bản thân là có lẽ là tất cả những anh chị em của chúng ta cũng đã xem bản tin và chúng ta cũng đã được xem những cái dòng chia sẻ của Hùng Lê ở trên kênh Facebook, cũng như là bản thân ở trên bản tin thì Hùng Lê cũng đã chia sẻ những cái gọi là những cái nội dung cơ cốt lõi của tình hình thị trường trong tuần vừa rồi. Đó là ngày 12 tháng 3, khi đó VN Index kết phiên ngày thứ năm của tuần trước ở 769 điểm thì Hùng Lê đã có những cái phân tích định lượng về dự báo là khả năng thị trường của chúng ta sẽ có một cái nhịp ngừng rơi tại vùng 715, đây 715 đến 720 điểm, 715 đến 720 điểm. Đây là một cái vùng mà Hùng Lê đã cân đo đong đếm khá nhiều các cái yếu tố kỹ thuật để chúng ta có thể có những cái định lượng tại cái vùng mà VN Index có thể ngừng rơi tại đây. Thì như anh chị em của chúng ta cũng có thể thấy rằng là trong tuần vừa qua thì VN Index của chúng ta đã có 3 lần VN Index của chúng ta đã tiệm cận về cái vùng 715 đến 720 điểm. Và phiên kết tuần thì tí nữa thì Hùng sẽ nói, phiên kết tuần thì VN Index của chúng ta đã bị rơi ra khỏi cái biên dự báo của chúng ta, đấy là 715 đến 720 điểm và kết tuần ở khoảng 710 điểm, tức là nó bị lệch mất khoảng tầm 5 điểm. Thế thì chúng ta cũng thấy rằng là một tuần đầy những cái thông tin rất là khó khăn chung ở trên thị trường của chúng ta, nhưng mà VN Index của chúng ta cũng đã có một tuần chống chọi rất là tích cực, phải nói là rất là tích cực. Và trong tuần vừa rồi thì nó có hai cái yếu tố tác động đến thị trường chứng khoán cơ sở của chúng ta, đó là phiên ngày hôm qua, tức là phiên ngày thứ năm thì chúng ta đáo hạn hợp đồng phái sinh, và trong phiên này thì chúng ta cũng thấy rằng là VN Index của chúng ta cũng đã rất là mất rất là nhiều điểm ở trong phiên ngày hôm qua. Và trong phiên ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng là VN Index của chúng ta, nếu như chúng ta nhìn ở trên cái bảng điểm thì chúng ta thấy rằng là VN Index của chúng ta mất 16,21 điểm, trong khi đó VN30 của chúng ta chỉ mất 5,86 điểm và sàn HDX thì xanh nhẹ, xanh 0,79%. Thì sở dĩ là phiên ngày hôm nay VN Index của chúng ta đánh mất 16 điểm thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy đây là ngày hôm nay là một cái ngày mà quỹ ETF cơ cấu, chính vì vậy nên là cái phiên của thường cái phiên quỹ ETF cơ cấu ấy, thì nó không mang một cái đặc trưng của toàn bộ thị trường, các anh chị lưu ý như vậy, nó chỉ mang một cái tính chất cục bộ của phiên ngày hôm nay mà thôi đó. Và cái điểm số mất thì chúng ta cũng đã biết rồi, đó là BVH bị đẩy ở phiên ATC với khoảng gần 1 triệu cổ phiếu và đóng cửa phiên thấp nhất ở vùng giá 34,7. Trong khi đó cái biên trung bình của BVH nó rơi vào vùng 37,1 đến 37,7, tức là trong phiên giao dịch rất là tích cực nhưng mà cuối phiên bị một cú ATC. Và hôm nay chúng ta thấy rằng là khối ngoại đã bán ròng 1,6 triệu cổ phiếu BVH là yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ hai chúng ta sẽ nói đến Vietcombank ở đâu dưới này, đây Vietcombank. Thì trong phiên ngày hôm nay chúng ta thấy rằng Vietcombank gần như là không thể hồi phục được, bởi vì lý do là khối ngoại bán ròng 3,2 triệu và mua lại 1 triệu, tức là bán ròng khoảng tầm độ 2,2 triệu cổ phiếu. Và trong phiên ATC thì khối ngoại cũng đã đẩy ròng khoảng 1 triệu, gần hơn chắc là 1 triệu thôi, bởi vì trong này có cả phần của nhà đầu tư trong nước nữa, dẫn đến là Vietcombank cũng bị mất tay, tức là mất 4,5 điểm. Và chúng ta cũng thấy rằng là ba cổ phiếu của họ nhà VIC đã bị giảm sàn trong phiên ATC, và chúng ta thấy rằng là trong cái phiên ATC thì một lượng lớn là VRE, Vincom Retail cũng bị bán ròng, nếu như vậy tính lượng mua và lượng trừ đi thì cũng bị bán ròng khoảng 1,3 triệu. Vinhomes bị bán ròng khoảng tầm độ 900 đúng không ạ? Đây bán ròng khoảng tầm 600, VIC bán ròng khoảng tầm 600. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng là cái điểm số của phiên ngày hôm nay thì nó không mang một cái tính chất nó đại diện cho toàn bộ thị trường chứng khoán Việt Nam. Chính vì vậy là trong tuần vừa rồi thì có rất nhiều những yếu tố biến động, một là bệnh dịch và những yếu tố tác động bên ngoài, cùng với đó là nội tại của thị trường chứng khoán Việt Nam. Thì chúng ta đáo hạn hợp đồng phái sinh của tháng 3 và chúng ta đón nhận một cái kỳ cơ cấu quỹ ETF quý 1 của các quỹ ETF, nên là trong phiên ngày thứ 6 ngày hôm nay thì nó có những cái yếu tố nó không đại diện cho toàn bộ thị trường chứng khoán, và chúng ta cũng thấy rằng là một cái điểm số rất là chênh lệch giữa VN Index và VN30. Như vậy là chúng ta cũng sẽ có những cái góc nhìn để chúng ta vừa phân tích vận nhận định thị trường, của chúng ta cũng phải có những cái đánh giá nó là thực tế, nó là khách quan. Thì đấy là Hùng Lê chia sẻ như vậy. Và trong tuần vừa rồi thì như vậy là so với cái dự báo của Hùng Lê ở đây thì nó cũng sẽ bị lệch, nó bị sai lệch đi một tí, đúng không ạ? Nó bị sai lệch đi một tí. Còn về phái sinh, hợp đồng phái sinh VN30F1M thì chúng ta cũng thấy rằng là trong tuần vừa rồi là một cái tuần mà gần như là phái sinh nó cũng khá là ít biến động, và cơ bản thì nếu như đây là cây nến kết tuần thì như vậy là tính về điểm trong tuần này thì phái sinh ở trong tuần vừa rồi đó là chen sọc và xen kẽ ở những cái điểm này, thì nó có những cái điểm kéo lên, vun lên kéo xuống. Thì Hùng Lê cũng đã liên tục phân tích ở những cái phái sinh, ở trên trên team Zalo VPBS01. Đây là cái team Zalo mà Hùng Lê dành để hỗ trợ tất cả những cái tài khoản của Hùng Lê đang giao dịch trong team của Hùng Lê. Và đối với phái sinh thì chúng ta cũng thấy rằng là trong tuần vừa rồi mặc dù là đáo hạn hợp đồng phái sinh, tuy nhiên là một cái tuần mà phái sinh của chúng ta biến động trong một cái biên độ cũng không thực sự là lớn. Đó, thì đấy là Hùng Lê vừa mới điểm lại tất cả những cái kịch bản mà chúng ta đã đưa ra để chúng ta phân tích ở trong tuần vừa rồi. Và một câu hỏi bây giờ đặt ra là liệu rằng sau khi mà các quỹ ETF cơ cấu xong và phái sinh hợp đồng đáo hạn phái sinh xong thì những cái yếu tố nào có thể tác động đến thị trường chứng khoán Việt Nam? Thì trước khi mà chúng ta đi vào những yếu tố đó thì Hùng Lê đã chuẩn bị sẵn ra đây một vài cái ý để chúng ta có những cái góc nhìn tốt nhất về thị trường. Đấy là bây giờ hiện tại theo như Hùng Lê thì có hai cái yếu tố chính sẽ tác động lên thị trường chứng khoán Việt Nam. Yếu tố thứ nhất đấy là yếu tố ngoại biên, tức là những cái yếu tố khách quan từ bên ngoài nó đưa vào thị trường chứng khoán Việt Nam, và cái yếu tố thứ hai đó là yếu tố nội tại thị trường. Thì bản thân là Hùng Lê phân tích về mặt kỹ thuật, tức là Hùng Lê chủ đạo là phân tích cái yếu tố thứ hai, tức là yếu tố nội tại thị trường, tức là chúng ta cân đo đong đếm cái sức mạnh của cổ phiếu, rồi sức mạnh của các cái nhóm ngành đó, sức mạnh của các cái nhóm ngành và sức mạnh của các trụ, các blue chip và tổng thể toàn bộ thị trường. Thì đấy là về phân tích kỹ thuật. Còn những yếu tố ngoại biên, đúng không? Những yếu tố ngoại biên là những yếu tố bên ngoài nó đưa đến, nó tác động đến cái tâm lý của nhà đầu tư. Thì những yếu tố ngoại biên là gần như là những yếu tố mà chúng ta rất là khó phân tích. Thì cái yếu tố ngoại biên đầu tiên chúng ta phải nói đến trong cái bản tin ngày hôm nay đó là tình hình về bệnh dịch COVID-19. Thì chúng ta thấy rằng là yếu tố trong nước và quốc tế. Thì bản thân là quốc tế đến tại thời điểm này hiện tại thì trên một cái trang thống kê của khá là uy tín thì Hùng Lê thường theo dõi ở trong này. Thì quốc tế chúng ta cũng có thể thấy rằng là Trung Quốc, đại lục và một số các cái quốc gia ở châu Âu, ví dụ như là Ý là bây giờ đã là 41.000 ca nhiễm, đúng không ạ? Tức là nó chỉ sau Trung Quốc. Trung Quốc là 81.000 và hiện tại là Iran là 18.000, Tây Ban Nha, rồi nước Đức. Và chúng ta thấy rằng Mỹ, tức là xuất phát điểm của Việt Nam và Mỹ là không người nhiễm, nhưng đến tại thời điểm này cường quốc, một cái cường quốc như đất nước Mỹ cũng đã dẫn đến là một cái số lượng 14.000 người. Đó, một con số cực kỳ lớn. Và con số của Việt Nam hiện tại là tổng số là 91 ca và trên 15 tỉnh thành. Và chúng ta thấy rằng là cái tốc độ ca nhiễm của Việt Nam đang tăng lên rất là nhanh. Hà Nội bây giờ đã ghi nhận 27 ca. Thì cái việc mà Covid-19 của Hà Nội tăng nhanh và một số các cái địa bàn của chúng ta tăng nhanh thì điều đấy nó có những yếu tố khách quan đem lại, đó là gì ạ? Đó là thứ nhất là cái người nhập cư, xin lỗi cả nhà, tức là công dân Việt Nam ở nước ngoài và ở cái nước chính quốc bây giờ người ta không có lao động được và người ta phải cách ly hoặc là phong tỏa, thì những người con lại quay về quê hương, quay về đất nước. Và bản thân thì những người này đã bị nhiễm bệnh từ chính quốc và khi về đến Việt Nam thì xét nghiệm thì chắc chắn rằng là cái số lượng của người nhiễm bệnh tại Việt Nam sẽ tăng lên hàng ngày. Đấy là một cái điều chắc chắn và chúng ta đã dự đoán, chúng ta đã tiết lượng trước được những cái yếu tố đó, là yếu tố nó không thể tránh khỏi được. Ở ngoài ra một cái điểm nữa là một số do ý thức của một số cá nhân, và sau khi người ta bị nhiễm bệnh thì người ta không chịu cách ly và người ta lại đi ra ngoài hoặc người ta trốn tránh, hoặc tất cả những cái đó, thì tất cả những yếu tố đó là sẽ làm cho cái tình hình bệnh dịch ở trong nước chắc chắn là không thể dừng lại con số 91, bởi vì nó là đi theo cấp số nhân 3, tức là đầu tiên là 1, xong đến 3, đến 9, đến 27, đến 81 đến 243 đấy, và nó cứ nhân số 3 lên như vậy thì chúng ta thấy rằng là Việt Nam cũng đang ở trong một cái guồng chung đó. Và ở một cái kỳ vọng của chúng ta ở thời điểm hiện tại đó là gì ạ? Chính phủ đã làm rất là mạnh tay. Thứ nhất là chúng ta đã đóng cửa, là không cho là cấp thị thực cho người nước ngoài nữa đó. Thứ hai nữa là các hãng hàng không thì cũng đã ngừng các cái chuyến bay đến các cái vùng dịch, và đặc biệt là hãng Vietnam Airlines cũng coi như đã dừng tất cả các cái chuyến bay về quốc tế. Đấy là một cái sự hy sinh rất là lớn của các cái ngành kinh tế ở trong Việt Nam để chúng ta ngăn chặn các cái nguồn lây nhiễm. Và đặc biệt là thêm một cái nữa là chúng ta cũng thấy rằng là chính phủ cũng đã rất là chủ động thành lập các cái trung tâm cách ly với những cái quy mô lớn, và huy động có thể là sinh viên y khoa, rồi người về hưu, rồi vân vân để chúng ta cùng chống dịch. Thì đấy là những yếu tố mà chúng ta kỳ vọng rằng là ở đất nước của chúng ta, người dân của chúng ta sẽ có được những cái nó tốt hơn so với những cái quốc gia khác, và chúng ta có thể kiểm soát được cái điều quan trọng nhất, đó là kiểm soát được bệnh dịch đó. Còn số lượng người thì nó có thể tăng lên nhưng chúng ta kiểm soát được, tức là số lượng người tăng lên nhưng tăng lên ở trong những khu cách ly, hoặc tăng lên ở trong những cái tầm kiểm soát đó, chứ không phải là tăng lên ở bên ngoài khu dân cư, thì cái đó nó là khác nhau. Chúng ta cần phải phân biệt rõ tất cả những cái đó, còn tăng lên là chắc chắn rồi. Và một cái yếu tố nữa chúng ta cũng có thể thấy được trong thời gian vừa qua đó là cái sự căng thẳng giữa Nga và các cái tổ chức xuất khẩu dầu mỏ, và dẫn đến cái giá dầu cũng có những cái tác động khá là tiêu cực lên giới đầu tư. Và một cái điều nữa nó cũng rất là nhạy cảm ở trong cái thời điểm hiện tại đó là cái căng thẳng thương mại về Mỹ Trung thì nó có thể lắng dịu đi, nhưng mà căng thẳng ở trên cái lĩnh vực báo chí và trên cái lĩnh vực truyền thông thì giữa Mỹ và Trung Quốc lại đang bùng lên. Và Tổng thống Donald Trump thì nói rằng là COVID-19 là virus của Trung Quốc, và Trung Quốc ngay lập tức thì đã có những cái phản bác lại cái điều đó. Và phía Mỹ thì cũng đã gọi là có những cái biện pháp hạn chế các cái nhà báo của Trung Quốc tác nghiệp tại Mỹ, và ngay lập tức thì Trung Quốc cũng đáp trả lại, tức là các cái tờ báo lớn, các cái hãng phóng viên lớn của Mỹ đang tác nghiệp tại Trung Quốc thì Trung Quốc đã yêu cầu là chúng ta ở Mỹ là nộp lại các cái thẻ tác nghiệp, mà muộn nhất cái Hùng không nhớ cái ngày đó, nhưng mà cơ bản là cũng căng thẳng giữa cái việc đó. Và thêm một cái yếu tố nữa cũng sẽ tác động đến thị trường chứng khoán Việt Nam, đó là chỉ số chứng khoán Dow Jones 30 và Dow Jones Future. Thì và ngoài hai chỉ số đó thì chúng ta cũng thấy là chỉ số chứng khoán châu Âu, châu Á như là Shanghai và Nikkei 25. Thì hiện tại là chúng ta thấy rằng là chỉ số Dow Jones Future sẽ nói Dow Jones Future trước, thì trong tuần vừa qua thì đã có những lúc là Dow Jones Future đã đóng ở thấp nhất ở khoảng vùng 18.750 điểm, tức là xin lỗi cả nhà, đúng rồi, 18.750 điểm, và tức là gần suýt soát chạm với mốc 18.000. Và hiện tại thì đang giằng co quanh ở mốc 20.000 điểm. Nhưng mà về trên mặt lý thuyết thì khả năng với những cái biện pháp mạnh tay của Tổng thống Donald Trump và với một cái gọi là thuần về phân tích kỹ thuật, các anh chị nhé, thuần về phân tích kỹ thuật, thì Hùng Lê dự báo rằng là Dow Jones Future sẽ hình thành cái biên tích lũy ở quanh vùng 18.000 điểm đến khoảng tầm 20.000 điểm ở đây, trước khi mà có một cái nhịp hồi phục trở lại. Bởi vì về quan điểm hiện tại là chúng ta thấy rằng là hiện tại là một số các cái chỉ báo kỹ thuật khác thì cũng đã có những cái dấu hiệu chớm hồi, và đường RSI của cái chỉ số này thì cũng đã đi vào vùng gọi là vùng quá bán. Và chỉ số Dow Jones 30 thì Hùng Lê cũng đã có những cái dự báo nó cũng sẽ song trùng với cái việc là Dow Jones Future, tức là đã có những phiên thấp nhất ở đây là khoảng 18.900, tức là khoảng 19.000 điểm, tức là cách khoảng vùng 18.000 điểm này một tí. Và hiện tại thì chúng ta đang nhìn thấy những cây nến Doji rút lên ở đây, cho thấy rằng là trong phiên thì có thể cái chỉ số này đạp khá là mạnh, và và khi kết phiên thì chúng ta thấy rằng Khi kết phiên thì cái chỉ số này đã có cái sự hồi phục nhất định, và Hùng Lê cũng kỳ vọng là với chỉ số Dow Jones 30 thì cũng sẽ có những cái vùng tích lũy ở quanh khoảng vùng 18.000 đến 20.000 điểm, và đây là cái vùng mà có thể chỉ số Dow Jones này sẽ hồi phục. Trên một số các chỉ số về châu Á thì trong tuần vừa rồi thì cũng đã có mức sụt giảm rất là mạnh. Chính vì vậy nên là thị trường chứng khoán Việt Nam của chúng ta cũng đã có những cái sự đồng pha, khá là đồng pha với thị trường chứng khoán châu Á cũng như chỉ số Dow Jones. Và thêm một cái yếu tố nữa, cũng yếu tố ngoại biên, nó cũng sẽ tác động lên thị trường của chúng ta, đó là các cái biện pháp của chính phủ dành cho các doanh nghiệp, các cái chế độ ưu đãi ví dụ như về thuế rồi về bảo hiểm vân vân. Chúng ta xem thực sự chúng ta cũng thấy rằng là những yếu tố đó nó cũng sẽ tác động lên rồi, vốn kích cầu, và đặc biệt là gần đây nhất đó là các cái thông tư của chính phủ để về ngành tài chính, và trong dịch vụ chứng khoán là một số các cái dịch vụ đã được giảm phí, giảm cái lãi, hoặc là giảm các cái phí quản lý về vị thế của trên chứng khoán, thì Hùng không nói sâu cái này, chúng ta có thể nghiên cứu thêm. Thì đấy là những yếu tố ngoại biên, và những yếu tố đó nó sẽ có tác động lên tích cực hay tiêu cực, thì những cái đó thì hàng ngày chúng ta mới biết được, đúng không ạ? Và hàng ngày căn cứ tình hình bệnh dịch, căn cứ những cái tình hình mà phát sinh thì chúng ta mới có thể phân tích, và chúng ta mới có thể đưa vào đánh giá được những cái yếu tố đó nó đi vào trong thị trường như nào. Còn cái yếu tố thứ hai đó là cái yếu tố nội tại thị trường, thì chúng ta sẽ tập trung phân tích các cái nhóm ngành. Thì hiện tại là Hùng Lê thấy rằng là nhóm ngân hàng, dầu khí và xây dựng thì hiện tại đang tích lũy nền, và cái mức độ mà để hồi phục bật mạnh Hùng Lê chưa nhìn thấy. Và một cái yếu tố đặc biệt đáng lưu ý trong cái thời điểm hiện tại là nhóm La Cáp, tức là các cái mã cổ phiếu vốn hóa lớn thì hiện tại đang bị mất tay. Thì cái từ mất tay này được hiểu có nghĩa là cái xu thế, cái xu hướng là lẽ ra nó phải tích lũy ở trong tuần vừa rồi để nó bật thoát lên, thì thay vì nó không tích lũy được mà nó lại đang bị rơi khỏi cái xu hướng tích lũy đó, và nó bị giảm. Và cái nhóm La Cáp, tức là các nhóm vốn hóa lớn mà bị giảm, thì đấy là một cái yếu tố rất là khó khăn cho thị trường. Và cùng với đó thì chúng ta sẽ đi phân tích các cái chỉ báo kỹ thuật ngắn hạn của các cái mã cổ phiếu, các cái nhóm ngành và thị trường chung, thì để chúng ta có được những góc nhìn tốt nhất. Thì đấy là Hùng Lê vừa đưa đến cho các anh chị hai cái yếu tố cơ bản cốt lõi nó sẽ tác động và nó sẽ chi phối đến ở thị trường chứng khoán Việt Nam, đặc biệt chỉ số VN Index và chỉ số VN30 F1M. Ok. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi sâu hơn về phân tích một số các cái nhóm ngành, và chúng ta sẽ có những cái phân tích định lượng. Thì buổi ngày hôm nay thì Hùng Lê sẽ vừa phân tích cổ phiếu, nhưng mà lồng vào đó thì Hùng Lê cũng sẽ có những cái câu chuyện để trao đổi với tất cả các anh chị em của chúng ta, để chúng ta thấy rằng là vì sao mà cổ phiếu nó lại có những cái sự sụt giảm như vậy. Ok, đối với VIC, bản thân đối với VIC thì Hùng đã có những cái phân tích định lượng khi mà VIC có một cái nền tích lũy dày ở đây ở vùng 115, thì sau đó thì Hùng đã có những cái phân tích chỉnh giảm khi mà VIC bị mất cái nền hỗ trợ này. Đó là sẽ về ở khoảng vùng 104, 104 gãy, thì sau đó thì vùng 90, 90 gãy. Tại vùng 90 này thì Hùng Lê có đề cập đến một cái việc là có thể tại vùng 90 này cổ phiếu VIC sẽ hồi phục lại và sau đó test lại nền 90, và gãy nền 90 thì cái xu hướng mà VIC sẽ đi về nền 80. Và trên một cái thực tế thì đến tại thời điểm này là VIC đóng tuần ở vùng 82.5, như vậy là cũng chỉ còn cách cái vùng 80 suýt soát thôi. Và với những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại phiên ngày hôm nay thì đương nhiên là VIC bị quỹ ngoại bán, nên chính vì vậy nên là chúng ta cũng sẽ chưa có những cái định lượng rõ ràng hơn. Nhưng rõ ràng một điều là VIC cũng đang có xu hướng khả năng là cái vùng 80 này VIC sẽ về nơi đây, và về đến đây thì khả năng là VIC sẽ có những cái động thái hồi phục ngắn, và nó hoàn toàn tương tự như cái động thái hồi phục ngắn ở vùng 90 ở đây. Thì có thể là hồi phục xong thì VIC sẽ test lại cái vùng 80 này. Và một cái điều đáng lưu ý, nếu như vùng 80 bị gãy thì như thế là VIC sẽ đi tiếp, rơi tiếp. Và nếu như những anh chị em nào mà đã theo dõi những bản tin của Hùng Lê trong thời gian vừa qua thì cũng đều đã được chứng kiến những cái cú sụt giảm cực kỳ là kinh khủng. Bản thân khi Hùng Lê phân tích thì mọi người bảo là thằng này bị thần kinh, cổ phiếu nó đang ở trên kia thì làm sao mà nó đi về được đến đó. Thì chúng ta có thấy rằng là qua mỗi bản tin rồi tất cả những cái dòng thời gian của Hùng Lê nó sâu chuỗi lại. Khi Hùng Lê phân tích thì nó có những cái nguyên do, và Hùng Lê có nhìn thấy được những cái nội lực của cổ phiếu ở tại những cái thời điểm hiện tại. Với những cái tín hiệu ngắn hạn ở đây thì chúng ta thấy rằng dòng tiền đang đi xuống, đường MACD đang đi xuống và cho thấy rằng là cái lực bán, lực giảm của VIX đang rất là mạnh, và VIX giảm thì nó sẽ gây nên những cái tác động hết sức là tiêu cực cho thị trường, bởi vì bản thân VIX là một cái mã cổ phiếu vốn hóa cực lớn ở trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Và trong cái giai đoạn hiện tại thì chúng ta thấy rằng là VIX là chủ đầu tư của cái đường đua F1 ở Mỹ Đình, và chúng ta cũng thấy rằng là tình hình bệnh dịch thì đến thời điểm hiện tại là cái giải đua đó đang tạm bị hoãn và cũng không biết là khi nào sẽ tổ chức lại, và chúng ta thấy rằng là một cái lượng kinh phí rất là lớn để rót ra để chúng ta xây dựng, để chúng ta đón chờ một cái mùa để chúng ta thu lại từ dịch vụ, rồi thu lại từ vé và từ tất cả mọi thứ. Thì chúng ta thấy rằng là một cái kịch bản như vậy, là một cái bài toán kinh tế đến tại thời điểm hiện tại là tạm thời là chúng ta chưa nói đến chữ thất bại, nhưng mà tạm thời như vậy nó là đã có những cái dấu hiệu mà không tốt. Chính vì vậy nên là trong phiên ngày hôm nay quỹ ETF bán nhưng mà phía nội không đỡ cầu, phía nội hoàn toàn không đỡ cầu, tất cả các mã cổ phiếu của VIX là khối nội không đỡ cầu, thì chúng ta sẽ chờ thêm những cái tín hiệu kỹ thuật. Nhưng cơ bản hiện tại là VIX sẽ khả năng rơi về vùng 80. Thêm một cổ phiếu của họ nhà VIX nó nữa là VHM, thì bản thân VHM cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Khi mà VHM bị gãy ở vùng 80 thì Hùng Lê đã có phân tích về vùng 70, hồi phục kỹ thuật ở đây có thể chạm mắc vùng 75, và sau đó thì Hùng Lê tiếp tục phân tích cổ phiếu Vinhomes rơi về vùng 65. Một sâu hơn thì có thể rơi về vùng 60, nếu như tại vùng 65 này thì cổ phiếu Vinhomes không tích lũy lại được. Và hoàn toàn tương tự thì chúng ta cũng thấy rằng là dòng tiền đang cắm đầu đi xuống, và với một cái việc giảm điểm mạnh như thế này, tất nhiên là phiên này nó không thuyết phục, Hùng Lê vẫn nói như thế, phiên này nó không thuyết phục thì có thể là sang phiên thứ hai Vinhomes có thể lấy lại vùng 65 và sẽ lình xình lại đây một vài phiên để kiểm tra xem cái sức khỏe của vùng 65 này nó như thế nào. Và tại vùng này mà Vinhomes mà sau một vài phiên mà không bứt phá lên được, tức là cái lực cầu nó không đủ để kéo hẳn lên, thì như vậy là khả năng là khi mà Vinhomes xuất hiện một cái cây nến gãy vùng 65 thì chắc chắn là Vinhomes sẽ đi về vùng 60. Tiếp theo một mã nữa là VRE. Nếu như các anh chị đã xem những cái bản tin của Hùng Lê từ cái thời điểm Hùng Lê phân tích, khi VRE xuất hiện một cái nhịp hồi đây từ nhịp hồi 28 và chạm vùng 32 đây, thì Hùng Lê có đánh giá rằng cái nhịp hồi này nó không bền, nhịp hồi này nó chỉ chắc chắn là nó chỉ đánh được T cộng thôi, còn cái vùng 32 là vùng cản khó. Và khi đó thì Hùng có dự báo là từ vùng 32 này thì VRE sẽ test lại, tức là sẽ về lại vùng 28 ở đây. Nếu gãy vùng 28 thì từ vùng 28 sẽ rơi về vùng 23. Vùng 23 mà không tích lũy lại được thì tiếp tục rơi về vùng ở đây là vùng 18.5. Và chúng ta thấy rằng là sau những cái phân tích của Hùng Lê đây thì gần như cổ phiếu liên tục phá hỗ trợ, và đến tại thời điểm này phiên này thì còn giữ được, còn sang phiên thứ ba là VRE đã chính thức buông súng ở vùng giá 23. Và khi buông súng ở vùng giá 23 thì đương nhiên cái xu hướng nó là tất yếu, và hiện tại với một cái cây nến như này, nếu như các anh chị mà học về thuần về phân tích kỹ thuật gọi là ba ông đi gọi là đi như này thì chỉ có chết. Và như vậy là những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì chúng ta thấy rằng là khi một cái mã cổ phiếu mà dòng tiền đang cắm đầu đi xuống như này thì không có lý do gì mà cổ phiếu nó có thể bật lại được. Nó bật lại được thì nó cũng chỉ là những cái nhịp hồi kỹ thuật thôi, và sau đó thì nó phải cần thời gian đi ngang. Đó, ví dụ Hùng sẽ cho các anh chị nhìn thấy được những cái đấy, ví dụ như đây. Tại thời điểm này Vincom gì theo nó có một cái nhịp hồi đây, bởi vì là dòng tiền nó cắm đầu nó đi xuống, xong nó phải tích lũy túc tắc đây, các anh chị nhìn thấy những cái nhịp tích lũy túc tắc, và sau đó thì dòng tiền cắm đầu lên, dòng tiền cắm đầu đi lên thì đồng nghĩa với việc là cổ phiếu nó cũng sẽ có một cái sự hồi phục theo đó. Và khi mà một cái xu thế nó đang cắm đầu đi xuống như thế này thì không có cái lý do gì để cổ phiếu nó lên được cả. Và đó, và rõ ràng là khi các anh chị về với team của Hùng Lê thì ngoài cái việc các anh chị cập nhật ở trên các bản tin phân tích tuần thì các anh chị sẽ được Hùng Lê phân tích trên cái team VBS 01 này và sẽ hỗ trợ trực tiếp, tức là ví dụ như các anh chị mà có hỏi Hùng Lê thì Hùng Lê sẽ có những cái chat trực tiếp này cho các anh chị. Thì với kịch bản hiện tại thì VRE sẽ có xu hướng là đi về vùng 18 thôi, vùng 18 đến vùng 18.5, tức là một cái nhịp giảm cũng tương đối là ở đây thì chúng ta sẽ ở đó. Và khi các anh chị mà theo dõi những bản tin này thì chắc chắn là các anh chị sẽ không bắt VRE rồi, đúng không ạ? Bởi vì khi Hùng Lê đã phân tích trong một cái trend giảm, một cái giảm liên tục như này thì chỉ có những anh chị nào mà gọi là coi như là muốn chống lại xu thế thì các anh chị mua thôi, chứ còn nếu mà các anh chị muốn không muốn chống lại xu thế thì chúng ta sẽ không mua. Ok. Cổ phiếu SAB. Bản thân SAB thì nó khó rồi, và nó khó từ cái thời điểm nào thì các anh chị xem lại những bản tin cũ của Hùng Lê. Vùng 180 sau đó Hùng Lê phân tích chỉnh về vùng 120. Và chúng ta thấy rằng là đến thời điểm hiện tại thì đây, trong phiên ngày hôm nay, chính thức là trong phiên ngày hôm nay là SAB đã rơi về vùng 120 từ những cái vùng phân tích dằng dẵng ở trên này, và về đến vùng 120 thì cổ phiếu VRE lại có thể có một cái xuất hiện một cái nhịp hồi kỹ thuật ở đây. Hồi kỹ thuật xong thì SAB sẽ test lại nền, tức là test lại nền 120 ở đây, gãy nền 120, tức là nó có một xuất hiện một cái cây nến nó kiểu như thế này và đỏ dài như thế này, thì xu hướng tiếp theo nó sẽ đi về đến vùng 80. Và rõ ràng một điều là SAB thì nó cũng đã đi về một cái kênh giảm giá rất là dài rồi, và những anh chị nào mà chúng ta còn kiên nhẫn để ở lại với cổ phiếu Sapico thì chắc chắn là chúng ta sẽ rất là khó khăn trong những cái thời gian sắp tới. Ok, chúng ta sẽ đi xem con bò sữa của chúng ta như nào. Bản thân con bò sữa thì Hùng cũng đã có những cái nhịp phân tích ở bên này là về 135 là xong các anh chị nhé. Và sau đó thì Hùng Lê đánh giá rằng là Vinamilk cũng đã đi vào một cái kênh giảm giá khá là dài rồi, và cái vùng mà chúng ta dự báo gần đây nhất đó là khoảng vùng giá 95 thì hiện tại là vùng giá 95 này đã bị mất anh chị nhé, vùng giá 95 đã bị mất. Chính vì vậy nên là trong những cái bản tin cập nhật của Hùng Lê là Hùng Lê liên tục cập nhật cho các anh chị Vinamilk. Trong buổi tối ngày hôm qua thì cụ thể là Vinamilk đã đánh mất mốc 95, và như vậy thì khi mà mất cái mốc này thì sẽ như thế nào? Ví dụ MWG kiểm tra lại mốc 70 mà bị gãy mốc này thì có thể đi về vùng 50, PNG gãy mốc 55 thì có thể đi về vùng 45, và Vietcombank kiểm tra lại 65 thì nếu như vùng 65 mà bị gãy thì coi như mất mốc này thì coi như là hỏng, ví dụ như vậy. Thì đấy là những cái cập nhật rất là sớm, bởi vì là bản thân là các anh chị thì một tuần thì chúng ta mới có một bản tin, nhưng mà các cái mã cổ phếu thì giao dịch thường ngày, đặc biệt là phái sinh thì trong phiên nó liên tục biến động, và nếu như các anh chị mà muốn đánh phái sinh thì chắc chắn là không thể xem trên bản tin phân tích tuần được, bởi vì bản tin phân tích tuần nó chỉ là phân tích về trend và về xu hướng đó, còn các cái điểm mà chúng ta để có thể lo sọc được thì nó phải là trong phiên. Và bản thân Vinamilk đánh mất cái mốc 90 thì đấy là một điều rất là khó rồi đó. Và bản thân là nó mất mốc 90 không phải là mất ngày hôm nay mà mất ngày hôm qua, và hôm nay thì có lấy lại một điểm xanh, mất 95, xin lỗi cả nhà, mất 95. Và hôm nay có lấy xanh nhẹ như này, nhưng mà với những cái tín hiệu xanh nhẹ như này thì cũng chưa thực sự được thuyết phục, bởi vì tín hiệu đường MACD cũng đang khá là xấu, và với một cái tín hiệu kỹ thuật như thế này thì một là Vinamilk sẽ đi ngang, hai là sẽ giảm giá. Cái sức bật của Vinamilk hiện tại nó đang hơi kém, nó đang khó. Và chúng ta nhìn ở trên một cái xu thế tổng thể của Vinamilk, đó là Vinamilk đã có một cái nhịp tăng đâu đó khoảng từ vùng 40, đúng không ạ? Và lên đến vùng 100. Cái đường này nó ở đâu ạ? 95 ở trên này. Lên đến vùng 160, và sau đó thì Vinamilk đã có một quá trình phân phối, và hiện tại thì theo như những cái xu hướng và những cái phân tích nhận định của ông Lê thì Vinamilk cũng đã bước vào một cái downtrend, và downtrend này thì nó sẽ là một downtrend dài hạn. Tại sao là một downtrend dài hạn? Bởi vì Vinamilk đã có một cái uptrend dài hạn, khi cổ phiếu đã có một cái uptrend dài hạn thì nó cũng sẽ có những cái downtrend dài hạn đối xứng với bên này, và cái đối xứng nếu mà bây giờ thì có thể còn quá sớm để nói rằng là Vinamilk có thể về vùng giá 20. Không có cái gì là không có thể cả. Đó các anh chị, không có cái gì là không có thể cả, bởi vì khi cổ phiếu đã có một uptrend dài hạn bên này thì nó cũng sẵn sàng có một cái downtrend dài hạn, và downtrend này thì nó cũng sẵn sàng nó trả về lại đúng những cái điểm xuất phát. Và nói đến Vinamilk thì Hùng sẽ dẫn chứng luôn cho các anh chị một cái mã cổ phiếu Super Đông Kiên Giang. Đó, chúng ta nhìn thấy là Superdome Kiên Giang cũng có một cái quá trình uptrend từ vùng giá 10 và lên đến vùng giá 45. Và sau đó thì nó cũng có một cái downtrend dài hạn, nó rằng giặc từ vùng giá 45 và đi về đâu đó, đấy cũng là đi về đúng cái điểm xuất phát luôn và đúng vùng 10. Đó, là một cổ phiếu thứ nhất, là một cái minh chứng. Cổ phiếu thứ hai nữa là cô Techcombank, CTD. CTD cũng đã có một cái quá trình uptrend, đúng không ạ? Đây là một cái uptrend của cô Techcombank rất là dài luôn. Đây là Hùng đang để trên biểu đồ đến tuần. Các anh chị cũng thấy rằng là tăng từ vùng 20 và lên vùng 220, tức là tăng 10 lần. Một cái uptrend cực kỳ là kinh khủng đối với cô Techcombank. Cái thời điểm này nếu như ai đánh cô Techcombank thì coi như là chưa tính cổ tức thì đã là 10 lần rồi. Và sau đó thì cô Techcombank như thế nào các anh chị cũng trả về. Bây giờ đã là trả về ở khoảng vùng giá 40 đến 50. Đó, tức là nó vẫn còn cao hơn ở cái uptrend này một tí, nhưng mà về đúng ra thì nói cơ bản thì nếu chúng ta tính cái uptrend này thì nó khoảng đây, nó xuất phát điểm từ khoảng vùng 40. Đó thì coi như là nó cũng đã trả về với tất cả những gì mà nó đi xuất phát. Như vậy là gì? Chúng ta không thể đoán được đâu là đỉnh, đâu là đáy của cổ phiếu. Đó. Ví dụ như là khi cô Techcombank hồi lên thì các anh chị bảo ở đây là đáy rồi, bắt đi, nhưng mà rõ ràng rồi sau đó một cái downtrend dài hạn thì chúng ta thấy rằng là rất là kinh khủng luôn. Đó, vậy thì Hùng Lê đưa ra như vậy để chúng ta nói đến cổ phiếu Vinamilk. Bây giờ chúng ta còn quá sớm để chúng ta nói rằng là Vinamilk đã có thể về đến những vùng giá sâu hơn, nhưng mà trước mắt thì chúng ta sẽ phân tích từ cái khoảng giá 1 và đích đến khả năng Vinamilk sẽ bị đạt về vùng 80. Nói hơi nhiều nhưng mà nói như thế để cho các anh chị của chúng ta chỗ nào cần nói nhiều thì Hùng sẽ nói nhiều, chỗ nào cần nói ít thì chúng ta sẽ đi qua. BVH, một mã cổ phiếu Hùng Lê cũng đã có một phân tích trong một cái downtrend dài. Các anh chị xem lại những bản tin trước. Vùng dự kiến gần đây nhất là Hùng Lê có dự kiến là BVH sẽ chạm về vùng 35.5 và đến thời điểm hiện tại thì đã về đến 35.5. Và trong phiên ngày hôm nay thì BVH cũng bị một cái lực cầu của khối ngoại bán khá là mạnh và đang có xu hướng bị gãy vùng 35. Thì cái phiên này là cái phiên nó bất thường, chính vì vậy là chúng ta sẽ chưa thể định lượng được và chúng ta sẽ xem ở phiên ngày thứ hai để xem là cái sự vận động của BVH ở vùng 35.5 đến vùng 35 như nào. Nếu như đến phiên ngày thứ hai mà BVH không lấp lại được cái gap này, thì như vậy là BVH lại tiếp tục một cái hành trình nó hơi sâu một tí anh chị ạ. Nó đi về khoảng vùng 23.5, đúng không ạ? Và từ khi mà BVH còn vùng 90 hay là vùng 100 ở đây, ở trên này mà bây giờ chúng ta phân tích dần và cuối cùng BVH đi về đến tận vùng 23.5 thì các anh chị có thể thấy được rằng là không có cái gì nó là không thể, Đó, chúng ta đừng có cố chống lại thị trường và chúng ta cũng đừng có cố chống lại cổ phiếu. Ở trong thời điểm hiện tại thì Hùng Lê đánh giá Masan, các anh chị có thể cân dần Masan. Chúng ta sẽ cân dần Masan ở những góc độ như sau. Về bản chất là Masan có một cái vùng hỗ trợ dài ở khoảng vùng giá 50 ở từ những cái thời điểm 2014, 2015, 2016 đến tận 2017 thì cái vùng hỗ trợ dài của Masan ở khoảng vùng giá 40 đến vùng giá 50. Ở đây trước khi mà Masan hình thành một cái nhịp tăng mạnh ở đây thì trong cái thời điểm hiện tại thì Hùng Lê thấy rằng như này, khối ngoại đang bán khá nhiều Masan. Ở trong phiên ngày hôm nay khối ngoại cũng tiếp tục bán dòng Masan hay sao? Khối ngoại bán dòng khoảng 1,4 triệu Masan, nhưng mà lực cầu nội khá là tốt và đang đưa Masan đi vào một cái biên khá là ổn định. Ở đây Hùng đang quan sát ở vùng 47.5 đến khoảng vùng 49.5 và biên trung bình của Masan là vùng 48.5, ở đây khá là tốt. Và đây là một cái nhịp đánh nháp và Hùng Lê đã từ nhịp đánh nháp này thì Hùng Lê cũng đã có những cái đánh giá là đánh về khoảng vùng 57 và sẽ đạp về để test lại vùng 50 và thậm chí là cái biên của nó ở đây là vùng 47.5. và hiện tại thì Hùng đang quan sát những cái động thái hiện tại của Masan đang khá là tốt và tích cực hơn cả tất cả những cái cổ phiếu trụ hiện tại. Thì các anh chị có thể canh cho Hùng Lê vào Masan ở khoảng vùng 47.5 đến vùng 48, khoảng 30% vị thế. Tức là chúng ta mua được khoảng 1.000 cổ phiếu thì chúng ta sẽ mua 300 cổ phiếu ở vùng này. Các anh chị cứ thử như vậy đi. Trường hợp nếu như sai xu thế thì chúng ta sẽ xử lý cái 300 đó thôi. Còn nếu như đúng xu thế thì đây sẽ là một cái điểm tì bật mà để chúng ta có những cái phân tích định lượng về Masan sau này. Đây là một cổ phiếu trụ đẹp ở thời điểm hiện tại, anh chị lưu ý. MWG Bản thân MWG đó, khi mà MWG bị mất cái mốc ở đây này 105 và trên nữa ở đâu đó ở cái vùng trên này thì Hùng không nói, đâu đó ở trên này là mất vùng ở đâu khoảng vùng 114.5. Các anh chị xem lại, đấy là những cái mốc mà rất là quan trọng. Thì Hùng Lê đã có những cái phân tích định lượng mất 114.5 thì đâu đó là Hùng Lê phân tích định lượng về vùng 105, gãy 105 thì Hùng Lê tiếp tục phân tích định lượng về khoảng vùng 95 gãy, thì sau đó thì Hùng Lê có những cái vùng 80 và cái điểm mà chúng ta phân tích mà định lượng gần đây nhất trong bản tin tuần trước đó là MWG có thể test lại về vùng 70. Và trên thực tế thì cái phiên ngày hôm nay là 71.6, tức là cách khoảng 1.600 nữa các anh chị, khoảng 1.600 nữa thì về đến cái vùng chúng ta dự báo ở đây. Và bản thân khi mà MWG đã bị mất ở những vùng trên này thì Hùng cũng đã có những cái đánh giá rằng là cổ phiếu này đã đi vào downtrend. Đối với MWG hiện tại đang có những cái dấu hiệu nào để chúng ta có thể nhận diện được, đó là những cái sự tích cực hiện tại ở đây. Tín hiệu đường MACD, biểu đồ tần suất đang có một cái sự thu hẹp lại ở đây, chứng tỏ rằng là đáy, không phải là đáy mà tại cái vùng này thì cái lực cầu, cái lực hồi phục kỹ thuật theo như Hùng Lê sẽ bắt đầu đến từ đây. Cái điểm đến này là cái điểm mà Hùng Lê phân tích xuống, sóng xuống, và đây bây giờ chúng ta sẽ để một cái mũi tên xanh. Một số các anh chị bảo rằng là nhìn khi Hùng Lê phân tích ở đây nó nhìn như ma trận thì nó cũng đúng, bởi vì là chúng ta vẽ như thế này để tuần sau chúng ta còn nhớ. Chứ bởi vì là trong một tuần nó khá là biến động, Hùng Lê cũng rất là nhiều việc, đôi lúc nó bị quên đi, và những cái mạch thời gian thì chúng ta sẽ phân tích từ tuần này qua tuần khác như thế để cho nó dễ. lực cầu bắt lại MWG ở vùng này khá là tốt, và khả năng thì phiên ngày thứ hai MWG có thể kiểm tra lại ở khoảng vùng 74, 73.5, vùng 74 và sâu hơn có thể vùng 70 ở đây. Thì từ vùng 70 này sẽ bắt đầu hồi phục, bởi vì là cái tín hiệu dòng tiền nó đã bắt đầu có những cái dấu hiệu ngừng rơi rồi. Và từ cái dấu hiệu ngừng rơi này thì Hùng Lê kỳ vọng ở đây nó vút lên một cái như này. Đấy, các anh chị nhìn thấy chưa? Vẽ là nó như vậy. Đó. Đây là kỳ vọng nhá, kỳ vọng chứ không phải hy vọng các anh chị nhá. Hy vọng là gì? Hy vọng nó là một cái thứ gì nó mông lung lắm. Còn kỳ vọng là chúng ta có những cái điểm nhấn, những cái điểm phân tích, có những cái điểm gọi là điểm nhấn để chúng ta có thể kỳ vọng là đến đoạn này bắt đầu view lên như này. Các anh chị nhìn thấy Hùng vẽ có đẹp không? Cực kỳ đẹp, bởi vì ngày xưa Hùng học xuất phát điểm là Hùng là dân kiến trúc nhé, không phải là dân tài chính. Một số các anh chị biết rồi nhưng chắc chắn là một số anh chị mới về team thì lại chưa biết. Nên là trên những cái hình vẽ phân tích của Hùng Lê gần như là vẽ nhằng nhịt là vì như vậy, bởi vì là Hùng là dân vẽ. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ nói đến PNG. MWG cũng đang khá là ổn các anh chị nhé, lưu ý. PNG bản thân PNG thì khi mất tay ở khoảng vùng 81 ở đây thì đương nhiên là PNG sẽ rơi về vùng 70. Về vùng 70 này thì Hùng có đánh giá là có thể hồi phục lại về vùng đâu này, ở cái mũi tên trên này các anh chị một tí đây, và hồi phục xong thì sẽ rơi tiếp. Thì khi rơi thì nó sẽ kiểm tra lại vùng 70, và thực tế thì trong phiên ngày hôm nay thì rơi qua, tức là phiên này là sàn luôn, sàn cứng luôn, coi như là sàn cứng luôn, không có cựa quậy gì cả. Thì như vậy Hùng đánh giá tiếp là PNG về vùng 55. Và đến thời điểm hiện tại thì các anh chị có hỏi Hùng là PNG về vùng 55 rồi thì đã bắt chưa? Bắt hay không thì chúng ta phải bình tĩnh từ từ. Về đến vùng 55 rồi, ở đây thì có thể là sẽ có thêm 1-2 phiên và có thể sang tuần tới. Khả năng PNG sẽ, các anh chị lưu ý giúp Hùng này, thì ở đây là Hùng đang nhìn thấy ở một cái điểm, đây là có một cái điểm nó khá là ok ở đây là khoảng vùng 53. Chúng ta xem nếu như tại vùng 53 này sang thứ 2 hoặc ngày thứ 3 tuần tới mà cái vùng 53 này không gãy vùng này thì chúng ta bắt được, chúng ta bắt vị thế khoảng 30%, bởi vì hiện tại Hùng cũng đang nhìn thấy có một số cái tín hiệu kỹ thuật mà có thể giúp cho chúng ta có thể bắt đáy. Đó, bắt đáy chúng ta cũng phải bình tĩnh, chứ không phải là cứ thế là chúng ta bắt đâu. Nhưng mà trường hợp nếu như mà PNG bị gãy vùng 53 thì PNG sẽ đi về vùng 45. Đó, các anh chị lưu ý một cái điểm kỹ thuật ở đây. Và với xu thế hiện tại thì Hùng nhìn thấy dòng tiền cũng đang có xu hướng bắt lại rồi, và như vậy thì cái kịch bản mà PNG bị gãy cái vùng này nó khả năng là hơi thấp. Và Hùng sẽ kỳ vọng là PNG sẽ đánh sẽ lình xình ở quanh vùng 52.5 đây, và sẽ có một cái nhịp hồi phục ở đây. Và khi mà Hùng Lê phân tích từ vùng ở trên này khoảng vùng 70, 73, 74 gì đó mà đạp về đây, như vậy là PNG đã về đến nơi rồi. Và đến thời điểm hiện tại thì đây là một cái vùng hỗ trợ cũng khá là tốt của PNG. Nếu mà xét ở trên một cái góc độ tổng quan thì đây cũng chỉ là những cái lực hồi kỹ thuật, tức là nhịp hồi kỹ thuật các anh chị nhé. Nhịp hồi kỹ thuật nó song trùng với việc là VN Index Hùng đánh giá ở vùng 715 điểm. Còn xét ở trên một cái kênh xu thế thì PNG cũng chết rồi, nói chung là cũng chết rồi và cũng đi về bên kia con dốc rồi. Và chính vì nhịp hồi kỹ thuật nên các anh chị lưu ý là chúng ta mua được ở vùng 53 thì chúng ta phải bán ra ở khoảng vùng 55, 56, 57 hoặc thậm chí là có thể hồi phục được đến vùng 60. Các anh chị đừng có kỳ vọng lên đến 70, 80, nó không có cái câu chuyện đó đâu. Đó, chúng ta thì ăn được vài nghìn ở đây thôi và chúng ta ngay lập tức chúng ta phải bán lại đi, bởi vì là rất có thể là sau khi hồi phục lên thì nó lại test lại nền, và test lại mà nó không trụ được thì lúc này là nó gãy này, nó gãy phục phát xuống 45 luôn. Đó, vậy thì những cái kịch bản như thế chúng ta phải định lượng sẵn như vậy. BMP Bình Minh thì cơ bản là test lại đây thôi, test lại vùng 34, và từ vùng 34 này thì chúng ta sẽ có những cái phân tích định lượng tiếp theo. G, cơ điện lạnh G. G thì cơ bản là chúng ta đã có một cái vùng phân tích sóng giảm ở đây, chặn vùng 22, 25.5 đến vùng 26. Thì từ vùng này thì cổ phiếu bật lên thôi, nó là vùng hỗ trợ rồi. Bật lên thì bật lên đây thì như vậy là bây giờ để bên này thì nó dễ. Bật lên đến đây tức là lại chạm lại vùng này khoảng vùng 30, từ vùng 30 này thì khả năng G sẽ test lại khoảng vùng 28 ở đây. Và chúng ta sẽ xem lại G phản ứng ở vùng 28. Ở thời điểm hiện tại thì chúng ta cũng không thể đầu tư G được, những cái điểm kéo như này nó không thực sự nó thuyết phục. Vừa khối lượng không có mà cái lực kéo nó rất là rời rạc như thế này thì sớm muộn gì thì cổ phiếu này nó cũng sẽ quay về cái điểm xuất phát thôi, chúng ta tránh ra. Không có gì đáng nói ở đấy, G không có gì đáng nói. FPT, bản thân FPT thì cũng đánh giá rằng là FPT cũng đã ở bên kia con dốc rồi, và những cái nhịp này thì các anh chị bắt được thì cũng đánh nhanh lướt gọn thôi. Đấy, về vùng hỗ trợ thì chạm với vùng kháng cự ở đây 50, chạm kháng cự 50 thì lại đạp lại thôi, không có gì cả, ăn được khoảng 3-4 nghìn thì nhanh chân lẹ mắt mà chạy. Và chạy xong thì nó lại, chúng ta lại kiểm tra lại cái nền này, nền ở đây là nền 45. Nền 45 này đóng một cái vai trò rất là quan trọng trong cái kênh xu thế của FPT. Nếu như kịch bản mà bị gãy cái nền 45 thì đương nhiên chắc chắn là về vùng 40 rồi, không có cái câu chuyện gì ở đây để chúng ta nói cả. Và những cái vùng đệm rất là quan trọng này thì các anh chị lưu ý giúp Hùng Lê, và bản thân thì từ thời điểm này thì Hùng Lê cũng không khuyến nghị các anh chị tham gia FPT. Novaland thì nó liên quan đến tạo lập thôi. Vùng hỗ trợ 50 ngày hôm nay thì khối lượng khá là lớn, một phần là do khối ngoại đẩy bán. Khối ngoại đẩy bán và ATC, trong phiên ATC thì khối ngoại đẩy bán ròng 1,7 triệu cổ phiếu. 1,7 triệu cổ phiếu, 1,6 gì đấy. Dùng hôm nay khối ngoại bán ra 1,7. Ok, nhóm ngành dầu khí, chúng ta sẽ nói sâu hơn về nhóm ngành dầu khí ở thời điểm hiện tại, và tất cả những cái bản tin phân tích trước đây của Hùng Lê thì Hùng Lê đã có cái định lượng về mặt chiến lược cho các anh chị rồi. Đó là gì ạ? Đó là nhóm ngành dầu khí của chúng ta sẽ quan sát đến hết quý 1 của năm 2020. Thì hôm nay là ngày 20 tháng 3, tức là nó khoảng gần 10 ngày nữa sẽ hết quý 1. Và khi hết quý 1 rồi thì đến quý 2 thì chúng ta sẽ nói đến cái câu chuyện là chúng ta có đầu tư nhóm ngành dầu khí hay không. Bởi vì khi đó Hùng Lê có tính toán một cái tọa độ nó cũng khá là sát. Khi đó thì gas sẽ rơi và một số các mã cổ phiếu của ngành dầu khí sẽ rơi, và rơi về đến những cái vùng mà chúng ta có thể phân tích định lượng được. Và khi mà gas bị mất tay ở đây này, mất ở khoảng vùng giá 90, 97 ở đây thì Hùng Lê đã có những cái phân tích đến những nhịp sóng hồi, và dự báo đầu tiên là gas về đến vùng 70. Về đến vùng 70 không tích lũy lại được thì đâu đó đạp xuống vùng 60. Và trên thực tế thì đã đạp về đâu đó khoảng vùng 55.5. Và hiện tại thì Hùng cũng đang nhìn thấy có những cái tín hiệu khá là tích cực của gas ở trong thời điểm hiện tại, và đang kỳ vọng là gas sẽ ngừng rơi ở đây. Gas sẽ ngừng rơi ở đây. Ở cái vùng 50 này thì khả năng là chưa thể rơi được. Trừ khi là nếu như trong một cái phiên nào đó mà gas bị gãy cái vùng hứng ở đây, tức là gãy khoảng vùng 55.5, gãy vùng 55 ở đây, thì khi đó thì gas mới có thể rơi về vùng 50. Còn trên cái xu thế hiện tại thì Hùng đánh giá rằng là dòng tiền đã bắt đầu có những cái dấu hiệu cầm rơi, đã có cái dấu hiệu cầm rơi, biểu đồ tần suất và tín hiệu MACD thì cũng đang có những cái dấu hiệu cho thấy là cái đà rơi của gas đang giảm lại, và chúng ta kỳ vọng gas sẽ có một cái nhịp hồi phục ngắn ở đây. Và cái nhịp hồi phục ngắn này thì nó sẽ chưa thể tăng mạnh được ngay đâu các anh chị, nó sẽ tạo nền Và nếu như cái nền này nó tạo ở quanh vùng 55 càng dài càng lâu thì như vậy là cái xu thế để mà gáp bật lại nó sẽ càng tốt. Và như thế thì nó cũng sẽ song trùng với cái nhịp mà Hùng Lê dự báo, đó là hết quý 1 và sang quý 2 thì chúng ta sẽ tính toán đến các mã cổ phiếu của ngành dầu khí. Bản thân PLX khi bị gãy những cái vùng ở trên này thì những cái điểm mà chúng ta dự báo thì cuối cùng, và cái vùng dự báo cuối cùng của PLX ở khoảng vùng giá 35 thì PLX đã về đến nơi. Và khi về đến đây thì PLX đã có một cái sự phục hồi vượt lên vùng 40, vượt lên trên vùng 40. Và một số các anh chị có hỏi Hùng là bây giờ có nên đua giá xanh không, thì theo Hùng là trong cái nhịp này thì Hùng cũng có đánh giá rằng là PLX có thể hồi và hồi lại về đến vùng 40. Trên thực tế thì về hồi hơn, hồi xong rồi thì PLX sẽ kiểm tra lại ở vùng 38 đến vùng 38.5. Ở đây khả năng là PLX sẽ chỉnh về đây, sẽ trả cung cầu về đây, và chúng ta sẽ quan sát ở trong phiên để chúng ta có thêm những cái định lượng ở đây. Nếu như cái vùng này mà PLX tích lũy lại được thì nó cũng sẽ song trùng hết cái thời điểm quý 1, tức là hết cái nó sẽ đi sang quý 2, và khi đó thì ở những cái tín hiệu tích lũy tạo nền của PLX ở đây thì nó cũng sẽ cho chúng ta những cái tín hiệu xác nhận nó tích cực hơn và nó sẽ rõ ràng hơn. Còn hiện tại thì chúng ta cũng chưa vội vàng gì cả. Bản thân PVD thì cũng như vậy, đúng không ạ? Khi mà PVD bị mất tay từ những cái vùng ở trên này, khoảng vùng 17.5 đến vùng 18 thì Hùng Lê đã có những cái phân tích định lượng rằng là PVD sẽ về đến khoảng cái vùng giá đấy, về đến cái vùng giá 11 đến vùng giá 12 và biên trung bình 11.5. Và khi mà cổ phiếu PVD về đến đây rồi thì Hùng Lê lại nhìn thấy những cái dấu hiệu xấu và Hùng Lê tiếp tục đưa PVD về vùng giá 8. Các anh chị xem lại những bản tin của Hùng Lê. Những cái mạch phân tích này thì Hùng sẽ liên tục như vậy, và không đúng sai đối với Hùng nó không quan trọng lắm. Các anh chị cứ yên tâm là như vậy, tất cả những bản tin của Hùng khi up lên nó đâu thì bây giờ nó vẫn còn đấy, thế thôi. Bởi vì là đấy là những cái góc nhìn cá nhân của Hùng Lê, nó đúng thì vẫn là Hùng Lê, mà nó sai thì vẫn là Hùng Lê, không có gì phải xoắn xít cái việc đấy cả. Thì về đến vùng 8 thì cổ phiếu PVD sẽ chắc chắn là PVD sẽ có những cái nhịp gọi là như thế nào, những nhịp gọi là ban bật ở đây. Nói chung là giống như kiểu quả bóng các anh chị, nó rơi từ trên cao xuống, đúng không? Rơi từ trên cao xuống thì cái quả bóng nó sẽ ban bật ở đây, nó sẽ lên này. Đó, rồi nó sẽ giảm này. Nó giảm này, và sau đó thì nó đứng yên. Nó đứng yên xong thì chúng ta sẽ chờ những yếu tố tạo lập xem nó có đứng yên được ở cái mặt sàn là 8 không. Đấy, nó không đứng yên được ở mặt sàn 8 mà nó lại rơi bõm xuống một phát thì như vậy là chúng ta lại tính toán tiếp ở những cái vùng xấu ở dưới này. Đó, và hiện tại thì Hùng Lê đánh giá rằng là những cái tín hiệu hồi này nó chưa thực sự là xác nhận, vùng cần quan sát thêm những cái tín hiệu ở quanh vùng 8 ở đây. Và khi nào hồi như thế nào thì Hùng sẽ có những phân tích hàng ngày trên team cho các anh chị. Đó, đấy là những cái giá trị mà khi các anh chị về đồng hành cùng với Hùng Lê. PVS hoàn toàn tương tự PVD, bởi vì hai cặp này nó là cặp bài trùng, hai anh em sinh đôi với nhau. Thì khi mà PVS có những cái nhịp có cái nhịp mất tay ở đâu đó ở khoảng vùng giá 20 ở đây này, khoảng vùng 20 thì chính thức Hùng Lê đã có những cái phân tích PVS đi về những cái vùng mà khả năng là không ai nghĩ đến. Chắc chắn là như thế. Khi mà PVS đã ở vùng 18, 19 mà Hùng Lê phân tích về vùng 13, 14 đây này, Hùng Lê phân tích về vùng 13, 14 và biên trung bình 13.5 thì mọi người đã không tin rồi. Và khi về đến đây thì Hùng Lê thấy có những cái biểu hiện đây, những cái phiên mà bị đạp mạnh như này, Hùng Lê tiếp tục đưa ra một cái vùng hạ cánh tiếp theo của PVS ở vùng 10. Và đến thời điểm hiện tại thì gần như PVS đã về 10, phải nói là như thế. Đúng sai nó không quan trọng anh chị. Và về đến vùng 10 thì nó cũng hoàn toàn tương tự như vậy, nó sẽ ban bật, nó sẽ lên xuống, nó sẽ nhấp nhổ ở đây. Và chúng ta sẽ chờ cái nhấp nhổ này, nếu gãy vùng 10, PVS gãy vùng 10, xin thưa các anh chị sẽ đi tiếp về vùng 6.5 đến khoảng vùng 7. Chắc chắn là như vậy, và như vậy là chúng ta thấy rằng là một cái nhịp giảm cực kỳ dài. Và nếu như các anh chị mà đã theo dõi những cái bản tin của Hùng Lê, khi mà biết như vậy thì chắc chắn tài khoản của anh chị không có PVS, cam đoan luôn các anh chị không có PVS, trừ khi là anh chị nào bảo Hùng Lê phân tích sai nên ta cứ mua thử xem nó như thế nào đấy. Hoặc là nếu có thì Hùng Lê cũng chỉ phân tích những cái nhịp hồi ngắn và chúng ta hàng về là ngay lập tức là chúng ta phải đẩy, và chúng ta hiện thực hóa lợi nhuận, hoặc cùng lắm thì lãi tí đẹo đấy. Đó, và bây giờ là ban bật các anh chị nhé, ban bật ở quanh đây. Đó, PVS Rồi, ok, chúng ta sẽ đi phân tích và chúng ta sẽ nói sâu về nhóm ngành ngân hàng, bởi vì nhóm này cũng là một nhóm rất là quan trọng và gần như thì các anh chị của chúng ta cũng đầu tư khá là nhiều liên quan đến nhóm ngành ngân hàng. Đầu tiên chúng ta nói đến Vietcombank. Thì bản thân Vietcombank kịch bản xa nhất đó là vùng 87.5 là vùng để Hùng Lê hiện thực hóa một cái nhịp ở đây để Vietcombank có thể tích lũy ở vùng 87.5 để đánh về vùng 95. Các anh chị xem lại vẫn có, Hùng Lê vẫn nhắc lại việc đó. Nhưng khi Vietcombank bị gãy vùng 87.5 thì gần như cái kịch bản này chấm dứt, nó không còn nữa. Nó lên được vùng 95 với những cái điều kiện nào và không lên được khi mà những cái điều kiện đó nó bị gãy đi, đúng không? Thì chúng ta sẽ không thể có target đó. Ví dụ như là chúng ta học cấp 3 đó, thì đầu tiên là chúng ta phải thi đỗ tốt nghiệp đã, rồi chúng ta mới có target đại học. Đang là bây giờ tốt nghiệp bị trượt 4 rồi thì còn đâu nữa mà target đại học nữa, đúng không ạ? Tức là chúng ta phân tích kỹ thuật trong cái nền tảng phân tích kỹ thuật của chứng khoán là như vậy, cổ phiếu là như vậy. Chúng ta cần có những cái điều kiện để chúng ta tiên lượng, chúng ta định lượng và chúng ta kỳ vọng một cái giá, mức giá ở trong tương lai, thì nó cũng hoàn toàn logic trong cuộc sống đời thường của chúng ta thôi. Thì vùng 87.5 bị gãy này thì Hùng Lê dự báo là Vietcombank về đến vùng 80, về đến 80 thì nó lại ban bật một tí và sau đó thì như thế nào? Hồi xong thì nó lại test lại vùng 80, gãy vùng 80 và chính thức là Vietcombank bị gãy vùng 80 ở cái tuần trước thì cũng đã có những cái việc dự báo sớm về việc là Vietcombank rơi về vùng 65. Và thực tế thì Vietcombank của chúng ta trong tuần vừa rồi đã có phiên ngày 17 tháng 3 rơi rơi xuống vùng 65, sau đó thì sẽ có một cái nhịp hồi phục, tức là khi rơi về 65 thì nó sẽ có một nhịp hồi phục xong thì nó lại kiểm tra lại, bao giờ cũng như vậy, nó sẽ kiểm tra lại tín hiệu nền ở đây. Và trong phiên ngày hôm nay thì Hùng Lê đánh giá rằng là một cái phiên mà chúng ta không lấy cái phiên này để đại diện cho cái xu hướng của Vietcombank, bởi vì ngày hôm nay Vietcombank bị bán ròng khoảng hơn bao nhiêu triệu các anh chị nhỉ? Bán ròng khoảng 2,2 triệu, bị khối ngoại bán ròng, đáo hạn bán ròng khoảng 2,2 triệu. Chính vì vậy nên là cái cây nến giảm này nó không đại diện cho Vietcombank. Và nếu thực sự là nó đại diện hay không đại diện thì Hùng Lê sẽ chờ tín hiệu của phiên ngày thứ hai và ngày thứ ba. Nếu như Vietcombank lấp cầu lại vùng 65, ok, như vậy là chúng ta thấy rằng là đúng. Còn ngược lại, nếu như Vietcombank không lấy lại được vùng 65, không lấy lại được vùng 65 thì hơi buồn một tí, bởi vì Vietcombank như vậy là sẽ có xu hướng đạt về vùng 55. Và hiện tại thì những cái tín hiệu kỹ thuật thì chúng ta thấy rằng dòng tiền đang cắm đầu đi xuống, như vậy rất là xấu. Ở cái đoạn này là Hùng Lê đang kỳ vọng hồi phục nhưng mà dòng tiền không hồi phục được, chỉ hồi phục được một tí thôi. Và sau đó thì dòng tiền tiếp tục cắm đầu đi xuống, và khi mà cắm đầu đi xuống thì không có cổ phiếu nào tăng được cả. Tín hiệu MACD cũng như vậy, đang hơi xấu. Và Vietcombank với một cái cây nến kết tuần như này thì chúng ta sẽ cần thêm các tín hiệu kỹ thuật khác để chúng ta định lượng, cần thêm phiên ngày thứ hai. ACB, bản thân ACB ở trên sàn HX, chính vì vậy nên là những cái biên đánh của ACB nó khá là mạnh. Trong một cái nhịp mà Hùng Lê có phân tích, có đánh giá về mã cổ phiếu ACB thì rơi về đâu đó khoảng vùng 22 đến vùng 23, ở cái vùng này thì khả năng ACB sẽ có những cái nhịp hồi phục tại đây. Tuy nhiên với một cái lực giảm của thị trường thì gần như ACB nó cũng không tránh khỏi được. Và cái biên tích lũy dài của ACB nó lại đi về cái biên tích lũy dài của ACB, đó là biên 20 đến 21 và trung bình là vùng 20.5. Và Hùng Lê kỳ vọng rằng là với vùng 20.5 này thì ACB lại tiếp tục tích lũy ở đây. Rồi đi cái cây nến này là cây nến đều của anh chị nhé, tức là khớp 100 cổ giá trần xong đấy là đao xuống. Sàn HDX thường có đây, nhưng đây là những cái cây nến đều này đấy, những cái cây nến đều sàn HDX thì thường hay có như vậy. Hiện tại thì tín hiệu dòng tiền cũng đang có một cái dấu hiệu nó ấm hơn một tí và kỳ vọng nó xanh ở đây và nó đi lên lại. Tín hiệu MACD cũng như vậy, biểu đồ tần suất thì chúng ta sẽ có những cái tín hiệu đi ngang ở đây để hồi phục. Và cái việc Hùng Lê phân tích và nhìn nhận cổ phiếu thì Hùng Lê nhìn ở nhiều yếu tố chứ không phải chỉ mấy cái chỉ báo này đâu. Mấy cái chỉ báo này thì ai chả có, ai chả biết, đúng không ạ? Và chúng ta nhìn cái đường đi nước bước của cổ phiếu để chúng ta có thể phân tích định lượng nó được tốt hơn. CTG CTG thì các anh chị không thể trách Hùng Lê được mà các anh chị tự trách mình. Bởi vì khi mà công thương ở cái vùng 27 đến vùng 28 này thì Hùng Lê đã liên tục hô hào là chúng ta phải chốt đi, đừng có tham, bởi vì là khi mà đã phân tích ở cái nhóm bên này rồi thì nó chỉ lên được như thế thôi. Về đến cái vùng này thì sau đó thì cũng có phân tích định lượng về đến rơi 24, xong nó hồi phục lại vùng 26. Đến vùng 26 các anh chị, một số anh chị tiếp tục mua vào. Nhưng với quan điểm của Hùng Lê là về đến 26 lại đạp tiếp. Đạp về vùng 24 có giữ được không? Nếu không giữ được sẽ rơi tiếp về vùng 22.5 đến vùng 23. 23.5 vùng này không rơi được, không giữ được thì chắc chắn là đạp về nền, và đúng là như vậy thì đã đạp về đến cái vùng 20 ở 19.5 vùng 20, và như vậy là về nền luôn. Đó, về nền luôn anh chị, đây là nền. Thì khi về nền thì bản thân bây giờ khả năng đi ACB về công thương về đây rồi thì nó cũng không còn gì để mất nữa rồi. Không còn gì để mất. Và phiên ngày hôm nay không biết là công thương có bị đẩy bán ròng không nhỉ, mà sao lại ngày hôm nay công thương cũng bị bán ròng khoảng gần hơn 800.000. Chính vì vậy nên là nó cũng thành một cái cây nến đỏ quạch như này. Dòng tiền thì chưa thực sự là phục hồi, và khả năng thì nó sẽ cần thêm 1-2 phiên. Cơ bản thì công thương về đến đây rồi thì chắc là lực bán nó cũng sẽ vơi đi rồi, và lại chờ một cái cơ hội hồi phục thôi. Và nếu có thì những anh chị nào bị kẹp hàng ở tầng trên thì đấy là do lỗi của các anh chị thôi, bởi vì công thương là một cái mã cổ phiếu Hùng Lê đã hô hào chúng ta bán nhanh, bán vội. Techcombank, bản thân Techcombank cũng như vậy. Rất nhiều các anh chị ở cái nhịp này này là các anh chị bắt đầu mua vào ở vùng 24, và Hùng đánh giá rằng là các anh chị đã sai hoàn toàn. Khi mà ở cái nhịp này Hùng cũng đánh giá hồi phục từ cái vùng này lên đến 24 rơi xong thì chạm về đây này, chạm về khoảng vùng 21 thì Hùng có đánh giá rằng có thêm một cái nhịp hồi phục kỹ thuật nữa và chúng ta canh để chúng ta ra. Và cái mấu chốt vấn đề của Techcombank xảy ra khi Techcombank gãy vùng hỗ trợ 21 ở đây thì Techcombank đã rơi, và những cái vùng dự báo rơi của Hùng Lê ở đâu đó khoảng vùng 18 và sâu hơn ở vùng 17, và trên thực tế thì cổ phiếu này đã rơi đến tận vùng 17. Và hiện tại thì với một cái lực rơi như này, dòng tiền thì đang có xu thế đi ngang, và khả năng thì Techcombank cũng sẽ đi lình xình ở đây thêm một vài phiên nữa trước khi mà có những cái tín hiệu hồi phục kỹ thuật ở đây. Chúng ta sẽ chờ thêm những tín hiệu hồi phục ở trong tuần tới. HDbank, bản thân HDbank khi mà đạt cái vùng bên này này là chúng ta chuẩn này, chuẩn đến 30, hô bán không bán này. Sau đó thì một cái nhịp hồi phục kỹ thuật này thì nó không đạt được đến cái vùng ở đây, tức là dự báo khoảng vùng 29.5 nhưng trên thực tế là chỉ hồi được đâu đó khoảng vùng 29 thôi. Thì HDbank rơi, và cái mấu chốt vấn đề của HDbank đến từ cái phiên ở đây này là HDbank rơi khỏi vùng 26, và đương nhiên khi rơi khỏi vùng 26 thì chúng ta cũng đã có những cái phân tích dự báo về những cái vùng rơi sâu, và đến thời điểm hiện tại thì chúng ta sẽ dự báo rằng là HDbank sẽ ngừng nghỉ ở khoảng vùng giá 20, và từ đây thì sẽ có những cái nhịp ban bật ở đây, tích lũy tại đây, và dòng tiền đi ngang. Sau đó thì nó sẽ có những cái hướng hút lên như này, và khi dòng tiền bắt đầu hút lên thì lúc đó chính là lúc mà chúng ta có thể tham gia để đầu tư HDbank. Ở thời điểm hiện tại thì chúng ta có thể tham gia bắt đáy. Bắt đáy thì thường là chúng ta sẽ bắt 20 đến 30% vị thế ở HDbank khoảng vùng giá 20, cũng đánh giá là khá là được ở vùng này. Nên chúng ta bắt đáy ở vùng này sẽ có ăn T cộng và có lãi. VPBank, bản thân VPBank thì cũng hoàn toàn tương tự như ông Techcombank. Khi mà VPBank rơi ở đến vùng 28 thì rất nhiều những ý kiến cho rằng là cổ phiếu này là cổ phiếu bất bại rồi, không thể giảm được nữa. Đấy, và chỉ có lên thôi. Và khi đó thì Hùng Lê mới bảo với các anh chị là chúng ta bán đi. Các anh chị xem lại những cái bản tin từ ngày 19 tháng 2, xem lại những bản tin đó. Và bán đi xong thì Hùng bảo là từ cái vùng này nó có thể hạ độ cao ở vùng 24, hạ được về vùng 24 thì hồi phục lên ở vùng 26.5. Đó, chạm 26.5 thì lại tiếp tục đi về vùng 22. Và trên thực tế thì những cái vùng dự báo của chúng ta là VPBank đã đi về đúng cái nền cũ của nó 19 đến nền 20 và biên trung bình của nó hiện tại bây giờ là vùng 19.5. Và ông Lê kỳ vọng thì về đến đây thì nói chung là nó cũng hết rồi, nó còn cái gì nữa đâu, đúng không ạ? Thì lại túc tắc đi lại thôi, túc tắc đi lại. Nhưng mà nó sẽ khác ở cái nhịp này, tức là cái nhịp giảm này nó sẽ khác ở nhịp giảm này. Nhịp giảm này gần như không có cầu ra, nhưng mà cái nhịp giảm này thì tương đối cầu ra. Chính vì vậy nên là VBank sẽ mất nhiều thời gian hơn, nó không chỉ mất từng ngày đâu. Và những cái nhịp lình xình ban bật của VBank ở đây theo Hùng Lê là nó sẽ mất nhiều thời gian hơn và xa hơn cái nhịp kia. Trước khi mà hình thành một cái nhịp mới ở đây thì VBank nó sẽ hình thành nền tích lũy đi ngang ở đây đối với VBank. Trong nhóm ngân hàng thì chúng ta sẽ phân tích tiếp mã cổ phiếu STB. Bản thân STB trong một nhịp phân tích sóng lên thì các cái target của chúng ta lần lượt đạt được, đó là đạt được đến vùng 12.5 và từ vùng 12.5 này thì Hùng Lê kỳ vọng là gãy khoảng đến vùng 12 và sau đó sẽ đánh bật vùng 12.5 và đi về vùng 13. Thậm chí là trong cái nhịp này Hùng Lê có những phân tích kỳ vọng để cổ phiếu này rơi về đến tận vùng 14. Tuy nhiên là cái phiên này chính là cái phiên mấu chốt vấn đề ở đây các anh chị. Khi chúng ta phân tích là cổ phiếu này không được gãy vùng 12, nhưng trong phiên thì cổ phiếu này tạo gap. Và cái phiên này chính là cái phiên mà em gì nhỉ? Em Nhung à? Em Hồng Nhung xinh đẹp. Đấy, em Hồng Nhung xinh đẹp là em ấy giết thị trường chứng khoán. Đấy, là em ấy đi ăn đi chơi về xong đó thì là rất nhiều những cái video clip Hùng Lê có được xem. Và chính cái phiên này chính là phiên bước ngoặt mà làm cho cái kịch bản của chúng ta phân tích nó bị sai và nó gãy luôn. Đó, giống như là chúng ta dự kiến chúng ta đi thi đại học nhưng mà đến đây là trường tốt nghiệp rồi thì đại học còn tính cái gì nữa, đúng không ạ? Và như vậy thì nó rơi. Và hiện tại đến bây giờ thì nó rơi ở một cái góc độ là Hùng đang tính toán là một tọa độ khoảng vùng 9.7 và sẽ kỳ vọng ở đây dòng tiền thôi đi chậm chậm thế này tí cũng được và đừng có rơi tiếp, và sẽ có cái sự hồi phục ở đây về mặt dòng tiền và một số các cái chỉ báo kỹ thuật khác. Và vôn thì cũng đang cạn dần, như vậy là khá là tốt rồi. 9.7 thậm chí là có thể 9.5 đây, có thể vùng này sẽ là vùng mà 9.5 9.7. Đó thì chúng ta sẽ có thể kỳ vọng ở cái vùng này là STB sẽ ngừng rơi ở đây và từ đây thì bắt đầu sẽ có những cái nhịp hồi phục lại lên lấy lại công lại ở những cái vùng ở đây. Và tất nhiên là khi mà cổ phiếu đã bị rơi sâu như này thì chúng ta sẽ cần thêm những cái hỗ trợ tích cực về mặt động lực, động lượng để chúng ta có được những cái yếu tố tốt hơn. Một mã nữa là Liên Việt Postbank. Lần này nhớ có một anh chị nào liên tục nhắc Hùng Lê ở trên team đấy là không phải Tiên Phong Banh mà nó Liên Việt Postbank, thì thực ra là tại vì là cứ lờ phờ bờ thế này là cứ toàn đọc hơi lộn một tí. Thì Vietcombank khi mà Vietcombank có một nhịp bull lên đây thì rất nhiều những anh chị là đã chốt được nhé. Xem những bản tin của Hùng Lê thì đã chốt được ở vùng 85 đến vùng 9. Và sau đó thì Hùng đánh giá rằng từ vùng này thì cổ phiếu này sẽ trả nền thôi, trả về vùng 7.5. nhưng mà do là nó cũng cùng với kịch bản của MSTB cũng như là khi thị trường Việt Nam bắt đầu đón nhận những cái thông tin tiêu cực và Vietcombank thì nó đã rơi lại về nền. Thì nền của nó là 6.5 thì bây giờ là vùng 6.5 đến vùng 7, 6.75 thì có thể bắt ở vùng này để chúng ta đón một cái xu thế sau khi mà thị trường chung hồi phục. Đó, ta có thể đón ở vùng này. Ok. Đấy thì ngân hàng thì chúng ta chỉ phân tích từng đấy thôi, và chúng ta phân tích tiếp mã cổ phiếu chứng khoán SSI. Tuần vừa rồi thì SSI có hồi nhưng mà ông đánh giá rằng những lực hồi phục này nó không thực sự là tích cực lắm. Cơ bản là lại test lại nền, tức là test lại những cái vùng loanh quanh ở đây này, vùng loanh quanh nó vừa mới tạo ra ở đây. Đó, vùng loanh quanh ở đây thì khoảng vùng 12.4, vùng 12.5 và thậm chí là có thể đánh chạm lại vùng 12, và khi về đến đây thì cổ phiếu cần nhiều thời gian hơn chứ không phải là một nhịp này nó đi lên được đâu, nên là các anh chị đừng có vội vàng mà chúng ta đua giá xanh làm cái gì cả. HCM cũng hoàn toàn tương tự như vậy, khi mà Hùng Lê phân tích từ rất là dài ở trên này rồi, và khi đó thì HCM đang ở khoảng vùng 20 mấy ở trên này, khi có những nhịp bắt tay ở trên này, và khi gãy ở đây là gãy vùng 17.5 thì Hùng Lê đã có những cái phân tích định lượng về khả năng là HCM có thể đạp về đến vùng 12, và đây là những cái lực hồi phục kỹ thuật trong phiên ngày 13 tháng 7 thì HCM cũng đã có những thời điểm sâu nhất ở vùng 12.55, tức là cũng khá là sát cái vùng mà chúng ta dự báo ở đây. Và cơ bản là nhịp hồi phục kỹ thuật xong thì cổ phiếu này sẽ test lại nền, và từ cái nền này thì sẽ cần nôm na được hiểu là chúng ta sẽ cần nhiều thời gian hơn, chứ không phải là như thế này là rào lên ngay rồi chúng ta cứ phải vội vàng để chúng ta đua chen mua giá trần làm cái gì. Đó, chúng ta sẽ bị chậm T cộng và chúng ta sẽ rất là rủi ro khi mà cổ phiếu về đến tài khoản. VND thì như thế nào? VND thì cơ bản là đoạn này tạo lập đánh ngang khá là xít, và như vậy VND bị mất cái biên này này, các anh chị lưu ý này, biên 13 đến 14 rất là quan trọng. Bản thân tất cả những cái phân tích kỹ thuật của Hùng Lê là khi mà cổ phiếu phá biên hoặc là phá kỹ thuật thì Hùng đánh giá rằng đấy là cổ phiếu đã đi vào trend xấu. Thì VND như thế này là kém rồi, đúng không? Tín hiệu MACD thì đang cắm đầu cắm cổ thế này, dòng tiền cũng cắm đầu cắm cổ đi xuống như này, thì như vậy là cái vùng này nó không trụ được nữa thì đương nhiên nó sẽ cắm xuống thôi. Nó sẽ cắm xuống thôi. Đó. Và sau một cái bình nguyên, người ta nói rằng là sau một cái bình nguyên thì nó có thể là một chân trời mới hoặc là vực thẳm. Thì đây là khả năng là đang đi vào vực thẳm. Chân trời mới là nó phải đi lên này cơ. Đấy, nhưng mà đây là vực thẳm, tức là nó đi xuống. SHS cũng là một mã cổ phiếu mà Hùng Lê đánh giá rằng cái tính tạo lập của SHS khá là tốt, bởi vì xét về những cái lịch sử tạo lập thì SHS cũng đã trong những cái nhịp đánh của SHS rất là thoát các anh chị nhé. Ví dụ đánh từ vùng 5 đến vùng 9-10 đây rất là thoát. Đấy, và sau đó sau một cái giai đoạn mà SHS trầm lắng đi xuống một cách trầm trọng cạn vôn thì khối lượng lại tăng lên, và nhìn thấy một cái giai đoạn đi xuống rất là trầm lắng ở đây rồi, và bắt đầu có những cái tín hiệu dòng tiền ở đây. Thì thực ra SHS thì về cơ bản đến thời điểm hiện tại là nó do cái xấu của thị trường thôi. Nhưng mà thị trường chung mà xấu như vậy thì nó cũng không thể nào mà nó đi được. Thì trước Hùng có quan sát ở vùng, ở đây là vùng 6.5 đến vùng 7 này, 6.5 đến vùng 7. Và trên thực tế thì bây giờ là cổ phiếu này có những phiên trong tuần vừa rồi chạm vùng 6, nhưng Hùng đánh giá rằng cái vùng này nó cũng vùng khá là an toàn. Khá là an toàn, chúng ta mua để chúng ta nắm giữ và chúng ta chờ một cái cơ hội phục hồi. Những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại của SHS thì nó chưa thể tăng mạnh được ngay đâu các anh chị, nó vẫn đang lình xình, nó đi ngang ở đấy thôi. Tín hiệu dòng tiền phải khi nào tín hiệu dòng tiền dốc ngược lên ấy, thì lúc đó thì chính là lúc mà SHS sẽ bắt đầu hồi phục quay trở lại, còn hiện tại tín hiệu dòng tiền nó đang như này thì nó cũng chưa thực sự tích cực. Thêm một mã cổ phiếu nữa là FTS, chứng khoán FPT. Cái ông FPT này thanh khoản nó hơi thấp một tí, nhưng mà tính tạo lập của nó cũng rất là tốt các anh chị nhé. Đó, tính tạo lập là nó đánh từ vùng 9 này về đến vùng 13, xong đấy giảm một ít này, xong lại là từ vùng 12 mà đánh tiếp tận vùng 17 đấy, và sau đó thì giảm dài xong rồi thì ở đến thời điểm hiện tại Hùng Lê đang quan sát mà thấy ở vùng 11, ở vùng 11 này nó đánh dẫn này, nó đánh lên này, trả này, đánh dẫn này, trả này, và hiện tại là đang khuyến nghị các nhà đầu tư team Hùng Lê là chúng ta sẽ vào 11.5 đến vùng 12. Đây là vùng vị thế thì chúng ta chỉ giải ngân khoảng 30% thôi, nếu mà sai xu thế thì chúng ta sẽ bán đi 30% đó, chúng ta cắt lỗ. Trong mọi tình huống chúng ta phải luôn rõ ràng cái quan điểm về đầu tư là như vậy. Thì vùng 11.5 đến vùng 12 chúng ta mua vị thế xong cổ phiếu về tài khoản rồi thì sẽ chờ những cái tín hiệu tiếp theo của Hùng Lê, bởi vì khi mà chúng ta về với team thì chúng ta sẽ liên tục được cập nhật những cái mã cổ phiếu đó, và có những cái tín hiệu kỹ thuật nào thì chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta sẽ mở tiếp 30% và chúng ta mở một điểm mua hết đối với mã FTS, đúng không ạ? Ok, chúng ta sẽ phân tích thêm nhóm ngành thép nữa, là coi như chúng ta cũng gần như là cơ bản hết các nhóm ngành thì Hùng Lê sẽ dừng lại ở đó. HPG. Bản thân HPG thì khi HPG bị rơi khỏi vùng ở đây này chính là cái điểm mấu chốt 22.5, đấy là cái điểm cuối cùng mà Hòa Phát có thể còn cơ hội, và khi rơi khỏi vùng này thì gần như Hòa Phát đã rơi Và những cái điểm rơi ở đây thì khi mà chạm vùng 18 thì Hùng Lê có 17.5 vùng 18 thì có đánh giá rằng là cổ phiếu này có khả năng hồi phục lên khoảng vùng trên 20 một tí, 20 20.1. Đây thì đây là hồi phục đến 20 và sau đó sẽ rơi lại và sẽ test lại ở vùng này, tức là sẽ kiểm tra lại cung cầu ở cái vùng đây, khoảng cái vùng này. Thì trong phiên cuối tuần ngày hôm nay để Hùng xem thêm Hòa Phát có bị bán dòng không. Ok, đó sẽ rơi lại đây và sẽ có những cái nhịp test trả ở đây ở vùng khoảng vùng 18.5 để kiểm tra cung cầu đây. Tại vùng này mà tích lũy lại được thì lại có một cái nhịp phục hồi đây. Và cơ bản những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì Hòa Phát cũng sẽ chưa tăng mạnh được và nó thiên về kịch bản giảm và tích lũy đi ngang. Nam Kim sau khi bị gãy ở cái vùng 8 ở đây thì gần như Nam Kim cũng đã có một nhịp chỉnh giảm dài. Và Nam Kim thì cái việc chỉnh giảm Nam Kim thì nó cũng nằm ở trong một cái tọa độ, bởi vì bản thân Nam Kim cũng đã có một cái mức tăng cực kỳ là xuất sắc từ vùng giá 6 lên đến vùng giá 10. Đó, vùng giá 6 lên vùng giá 10, tức là 4 trên 6, thì các anh chị cũng đã có thể tính toán được một cái mức lợi nhuận như thế nào và đương nhiên là sẽ bị chốt. Và hiện tại thì Nam Kim lại rơi về nền, tức là vùng 5.5 đến vùng 6 và cơ bản thì ngày hôm nay thì Nam Kim cũng bị đẩy, Nam Kim cũng bị khối ngoại bán ròng. Chính vì vậy nên là cái nến này, cái khối lượng nó tăng khá là đột biến và cái cây nến này thì cũng chưa phản ánh hết cái gọi là cái nội tại của Nam Kim, và khả năng Nam Kim thì vẫn đang có một cái biên tích lũy đi ngang khoảng vùng 5.67 này thêm đến 1 đến 2 tuần nữa. Hoa Sen thì cũng tương tự như Nam Kim thôi. Hoa Sen về đến vùng 5.5 này rồi thì cổ phiếu này cũng sẽ lình xình và tích lũy đi ngang ở đây trước khi mà nó sẽ mất khá là nhiều thời gian anh chị, nó chưa tăng lại được ngay đâu. Đó, nó rơi lại, tức là nó cũng chạm lại vùng hỗ trợ bên này, thì đương nhiên khi chạm lại hỗ trợ này thì lực cầu có thể bắt ở lại, nhưng mà cơ bản nó cũng sẽ chưa tăng lại được, nó sẽ bập bềnh lên xuống ở đây khá mất một thời gian nữa. Ok, bây giờ Hùng sẽ phân tích luôn cái nhóm ngành xây dựng. Nhóm ngành xây dựng có một số các cái mã cổ phiếu và sau đó thì chúng ta sẽ nói đến thị trường chung sau. Nhóm ngành xây dựng và đầu cơ hoặc là cao su. Ok, nhóm ngành xây dựng. Nhóm ngành xây dựng thì LDG. Bản thân LDG là một cái mã cổ phiếu mà nó đánh rất là thoát anh chị nhé. Nó đánh rất là thoát. Cơ bản đợt này là vì khả năng là cũng vì tâm dịch nên là độ đánh nó không thể đánh thoát lên được. Chứ còn về cơ bản là Hùng Lê đánh giá rằng là cái nhịp mà khi mà LDG đánh vượt thoát vùng 6.5 là cái cơ hội để cổ phiếu này đánh thoát khỏi cái nền này nó đã có rồi. Nhưng mà cơ bản sau đó thì nó thị trường chung nó xấu quá nên là nó lại quay lại cái vùng ở đây. Và LDG thì đang có một cái biên tích lũy ở vùng 5.8 đến khoảng vùng 6.5 và Hùng Lê đánh giá rằng đây là cái vùng mà cổ phiếu này nó sẽ tích lũy ở đây, nó sẽ tích lũy chặt ở đây và sẽ có thêm một vài các cái tín hiệu kỹ thuật khác nữa để giúp cho Hùng Lê có thể định lượng được cái việc thoát nền của cổ phiếu ở đây. Mã cổ phiếu này thì Hùng Lê cũng đang theo rất là sát, Hùng Lê đánh giá rất là ok. FLC thì nó mang cái tính đầu cơ thôi. Trong cái thời điểm hiện tại vừa rồi thì các cái mã cổ phiếu của anh Quyết lên rất là mạnh và khi chạm về đây, chạm vùng 3.3 thì bản thân Hùng Lê cũng còn đã nhắc nhở các anh chị trên team Hùng Lê, tức là các mã cổ phiếu đầu cơ thì khi nào mà chúng ta bị lệch cái điểm mua thì thôi, cái điểm hỗ trợ chúng ta không mua đó, bởi vì là mua như thế là chúng ta bị chậm T đó. Ví dụ chúng ta mua ở cái phiên này thì chúng ta vẫn kịp T cộng, T0, T1, T2, T3 đó, thì về chúng ta bán có lãi nhưng mà chúng ta đua theo những phiên này thì chết rồi, tức là về đến T cộng gần như chúng ta không còn kịp T cộng nữa. HDC một cái mã cổ phiếu đợt này chúng ta cũng chú ý. Tại vì sao thì chúng ta lại chú ý? Bởi vì là HDC cũng đã rơi từ vùng 24 và bây giờ rơi về vùng 14 và đến cái vùng 14 này thì cũng là một cái vùng khá là hấp dẫn rồi. Vùng giá khá là hấp dẫn của cổ phiếu, chính vì vậy nên là lực cầu chắc chắn sẽ bắt đầu tham gia bắt đáy tại đây và dòng tiền bắt đầu có những cái tín hiệu đi ngang. Và sau khi đi ngang thì thường đấy, chúng ta kỳ vọng như vậy, chúng ta kỳ vọng sau khi đi ngang dòng tiền bắt đầu ngóc đầu lên thì đồng nghĩa với việc là cổ phiếu này cũng sẽ bắt đầu một cái nhịp tăng giá mới ở đây. Thì các cái tài khoản mà chúng ta có thể tham gia, chúng ta hoàn toàn có thể bắt đáy ở vùng 14 đến vùng 14.5. Đây là cái vùng mà Hùng Lê đánh giá rằng nó chưa tăng mạnh được ngay đâu các anh chị. Nó sẽ tập tòm một hai phiên ở đây, một vài phiên ở đây nữa và chúng ta canh ở những cái vùng giá tốt này để chúng ta vào vị thế. Sau khi chúng ta vào được vị thế xong rồi mà cổ phiếu đánh vượt vùng 16 chẳng hạn. Đó, đây, cái vùng nho nhỏ đây này đó, ví dụ như vậy, đánh vượt thoát được vùng này, chúng ta mở điểm mua hết ở đây, và như vậy thì chúng ta sẽ chờ để chúng ta chốt ở những cái target cao hơn. Đấy, cái cách mua là như vậy, chúng ta phân ra nhiều điểm mua để chúng ta mua. Cô Techcombank, CTD. CTD hiện tại là đang hình thành cái mô hình V kép ở đây, và khi mà cô Techcombank rơi về cái vùng này, vùng giá 50 thì gần như cũng là cái vùng giá mà nó cũng khá là tốt rồi, khá là tốt của cô Techcombank. Thì như vậy là lịch cầu bắt lại, và cái lực cái nhịp phân tích thứ nhất của ông Lê ở đây, từ vùng ở đâu đó chạm vùng 7x thì cũng đã khuyến nghị các anh chị của chúng ta chốt, và sau đó thì chúng ta quan sát lại vùng 60. Vùng 60 này bắt lại thì lại chạm lại về vùng 70, nhưng mà chạm lại vùng này thì không bứt nền được, và như vậy thì cùng với một cái nhịp rơi chung của thị trường thì cô Techcombank như thế này là khỏe. Nó lại chạm lại vùng 60, và hiện tại vùng 60 này, xin lỗi cả nhà, vùng này là vùng 50. Vùng 50 này không gãy và lực cầu lại bắt đầu có những cái tín hiệu bắt lại ở đây, thì cơ bản là cô Techcombank sẽ đi ngang một vài phiên ở quanh vùng giá 50 này, 50 52 này, nó cùng với nhịp tích lũy của thị trường, và sau khi mà thị trường có sự hồi phục thì khả năng cô Techcombank cũng sẽ hồi phục theo thị trường. Và các anh chị lưu ý, nếu như mà thị trường, tí nữa thì Hùng sẽ nói đến cái câu chuyện thị trường sau, và cô Techcombank mà không bị gãy vùng 50 thì đây cũng có thể là một cái mã cổ phiếu rất là tốt, và khi thị trường chung hồi phục thì chúng ta cũng sẽ có những cái cơ hội đầu tư. Bản thân VCS bây giờ VCS là đã rơi về đây, rơi về cái vùng đây này, rơi về cái vùng 48.5 đến khoảng vùng 50.5, đây là một cái vùng hỗ trợ của VCS cũng khá là ok rồi. Thì lực cầu đây là hai phiên phân phối giảm của VCS, và sau đó thì lực cầu đã ngay lập tức bù đắp lại và đang đưa VCS ở về khoảng vùng 55.8, như vậy là tốt. Khả năng thì VCS sẽ có 1 đến 2 phiên nữa nó sẽ test lại ở cái vùng thấp ở đây. Vùng thấp này nó là khoảng vùng giá 53.5 các anh chị nhé. Sau đó thì Hùng Lê đánh giá rằng là khả năng cái lực hồi phục của VCS là còn, và hồi phục thì VCS sẽ đi lại khoảng vùng 7-15 đấy, sẽ hồi phục lại ở vùng này, và chúng ta cũng có một cái nhịp đánh nho nhỏ ngắn ngắn đối với mã cổ phiếu này. Đạt Phương ở trong thời điểm hiện tại, Hùng Lê đánh giá cũng khá là đẹp. Nếu như mà Đạt Phương mà không bị dính dịch thì khả năng là cổ phiếu này đã bứt rồi, đã bứt được cái nền 26, nhưng mà do dịch nên là những cái phiên mà thị trường giảm sâu khiến cái việc mà Đạt Phương lại quay lại test lại ở vùng 23, và bây giờ đang lấy lại được ở khoảng vùng 25.5 đến vùng 26, tức là gần lấy lại được cái biên ở vùng 26 đây. Thì về cơ bản xét về trend và kênh xu thế của Đạt Phương đến thời điểm hiện tại, Hùng Lê đánh giá vùng này là vùng giá cũng là khá là an toàn rồi, thì chúng ta có thể tham gia. Các anh chị canh ở những vùng 25 24.5. Còn trường hợp nếu như Đạt Phương mà bị gãy, tức là trong mọi tình huống thì chúng ta đều phải phòng trừ. Đây là những cái vùng mua vị thế, và chúng ta sẽ chờ khi mà Đạt Phương có những cái tín hiệu kỹ thuật đảm bảo đủ để chúng ta mua tiếp. Còn trường hợp Đạt Phương bị gãy mạnh, tức là bị gãy mạnh khỏi vùng 23, thì như vậy là chúng ta bắt buộc chúng ta phải cắt lỗ những cái vùng mà chúng ta mua vị thế ở đây, bởi vì như vậy là cái xu thế của cổ phiếu nó sẽ bị sai đi. SHS trong cái thời điểm hiện tại và cả cái thời điểm trước, khi Hùng Lê phân tích ở khoảng vùng 16 ở đây, trong cái nhịp đánh này, các anh chị xem lại nhịp đánh này là Hùng Lê đã có phân tích đây, target ở khoảng vùng 16.5 đến vùng 17 gì đó, nhưng trên thực tế là SHS đã vượt thoát ngoài cái mong đợi lên đến tận đến vùng 21 từ vùng 16. Thì trong cái đợt này, nếu như chúng ta xét yếu tố tạo lập của ông SHS này thì cũng lịch sử tạo lập cũng khá là kinh khủng chứ không phải là đơn giản. Thì trong cái thời điểm hiện tại thì chúng ta nhìn thấy ở những cái gì ở cổ phiếu này, đó là những cái tín hiệu tích lũy đi ngang tạo nền đấy khá là đẹp, và ở đây là một cái nhịp gần như nó rũ hết cái nhịp thứ nhất, và cái nhịp thứ hai này thì SHS cũng đang có những cái lực cầu đi lên khá là tốt, và trong phiên ngày hôm nay thì đã vượt thoát được cái vùng 18. Đó, vượt thoát được cái vùng 18 là cái vùng mà thậm chí nó thấp hơn một tí ở đây này, chính ra là khoảng vùng 17.5. vượt thoát được cái vùng 17.5 này thì cái xu thế mà SCS hồi, tức là nó sẽ hồi lại từ vùng 17.5 này và đi lại vùng 21. tín hiệu dòng tiền đang đi lên. Đó, khi mà dòng tiền đang đi lên thì chúng ta yên tâm hơn về mặt chiến lược cổ phiếu. Dòng tiền đang cắm đầu đi xuống thì thôi, chúng ta tránh xa ra, chúng ta không có cơ hội đâu. Vượt thoát được vùng 21 và SGS đang khả năng trong nhịp này thì cũng đang kỳ vọng SGS sẽ đánh một cái trận nó to hơn ở đâu đó khoảng vùng 28, thậm chí là nhịp này SCS có thể tính toán đến khoảng tầm vùng 30, nhưng mà chúng ta chưa kỳ vọng lớn. Nói chung là đầu tiên nó phải là vùng 23, đầu tiên phải là vùng 23 trước này, mà trước khi mà lên được vùng 23 thì ông phải công lại được cái vùng 21 đã. Đó, chúng ta phải đi từng bước như vậy, đúng không? Chúng ta không phải chưa thi tốt nghiệp mà ông đã đòi đậu đại học thì nó nghe nó có vẻ vô lý. Bản thân ITA trong giai đoạn vừa qua thì ITA đã rơi về vùng 2, thì Hùng Lê đánh giá rằng vùng 2 này cũng là một vùng mà chúng ta có thể bắt đáy ITA, nên là Hùng đã vẽ ở đây, và một số các tài khoản thì Hùng Lê đã khuyến nghị anh chị là chúng ta quan sát ở khoảng vùng 2 đến khoảng vùng 2.1 đó, 2.05 2.1 thì đó chúng ta mua để chúng ta chờ có thể đánh nhịp này. Thì ITA sẽ tạo nền ở đây, sau khi tạo nền xong thì ITA có thể nó sẽ có một cái nhịp đánh vượt đến khoảng vùng 2.6. Các cái mã PEM thì nó đánh khá là nhanh. SCR hôm mà SCR tăng trần ấy, thì rất nhiều những nhà đầu tư có hỏi Hùng là có mua không, thì Hùng bảo cứ từ từ, có vội gì đâu, cổ phiếu đang rất là nhiều, với lại những cái nhịp mà nó lên gáp như này cổ phiếu nó sẽ trả nền, và cơ bản trong ngắn hạn thì SCR sẽ trả lại về nền 4. Từ nền 4 này thì chúng ta quan sát cái tín hiệu cung cầu ở đây, đó, và chúng ta có thể mua từ vùng 4, nhưng tội gì chúng ta mua ở trên trần này, và thậm chí không phải là vùng 4 mà có thể là sẽ đi lại về vùng 3.9 đó, 3.9 chúng ta hoàn toàn có thể có giá 3.9 để chúng ta mua. Chúng ta cứ bình tĩnh, bởi vì là bản thân là thằng SCR là gì, SCR là nó đã bị rơi đấy, các anh chị nhìn thấy một cái nhịp rơi dòng dã như này, thì khi nó dòng dã nó rơi này thì nó không phải là một phát nó ăn ngay đâu đấy, nó cứ bình tĩnh thôi. SCR không những là vùng 4 mà thậm chí là cái nhịp này nó đánh bun lên thế thôi, và nếu mà chúng ta vào sau thì chúng ta sẽ ăn trưởng luôn. 2.6 cũng là một cái nhịp mà có thể hoàn toàn cổ phiếu SCR có thể về vùng 2.6, tức là tạo lập thường nó sẽ đánh dẫn lên, những ai mà vào sau thì sẽ bị ăn cú xả, và về đến cái vùng này nếu như nó không tích lũy lại được thì nó lại gãy một phát, thì như vậy là nó sẽ rơi tiếp vùng 2.5 đó. Chúng ta cứ phải bình tĩnh để chúng ta xem những cái tín hiệu tạo nền, chứ đừng có vội vàng mà chúng ta đua theo như thế nó cũng sẽ rất là nguy hiểm. Chúng ta phân tích hai mã cổ phiếu cao su DRC thì bây giờ nó chỉ mang tính chất là bắt đáy thôi, tức là đây chúng ta nhìn thấy là DRC cứ mỗi lần chạm về khoảng vùng 18 và thậm chí là vùng 17.5, chúng ta đây đấy có một cái vùng 17.5 ở đây, thì là thường là bật lên, đúng không ạ? Và đến thời điểm hiện tại thì cổ phiếu này cũng đang có những cái điểm chạm ở đây, thì chúng ta sẽ quan sát thôi. Nếu như có những cái tín hiệu gốc gác ở đây nó bun lên rồi này các anh chị nhé, đây này đấy, nó có một cái thường như vậy, nó đã lên rồi và bây giờ nó đang trả lại này, nó trả lại, và nhịp trả lại này mà không gãy, thì như vậy là khả năng nó sẽ đi ngang ở đây và sau đấy nó sẽ kéo lên đó, thì cái cách thức vận động của cổ phiếu là như vậy. PHR cũng là một mã cổ phiếu Hùng Lê đang theo dõi trong cái giai đoạn vừa qua, nhưng nó đang gặp khó. Bởi vì sao? Bởi vì khó chung của toàn thị trường, chúng ta thấy rằng thị trường nó giảm như vậy thì cổ phiếu nào nó không chịu được, mà rất may là cổ phiếu này còn không gãy nền, nó vẫn đi về được đến vùng 38.5 lại bật lên đấy, như vậy là rất là đẹp. Và hiện tại thì cũng chưa thể bứt ra khỏi được cái mô hình, ở đây đó là gì ạ? Đó là cái mô hình mà kháng cự ở đây, là chưa bứt được. Thì về cơ bản là Hùng vẫn kỳ vọng PHR sẽ lình xình ở từ cái vùng biên này, vùng 38.5 này sẽ hồi phục và sẽ đi lại ở khoảng vùng 40, vùng 49-50 đấy, tức là cái nhịp trước là ta chốt được rồi, nhưng mà nhịp sau này thì vẫn đang bị mất tay. Nhịp này thì chắc chốt được rồi nhưng nhịp sau này đang bị mất tay, và chúng ta sẽ chờ cơ hội phục hồi đây. dòng tiền thì vẫn chưa đi lên đó, dòng tiền thì vẫn chưa đi lên nhưng khả năng nó sẽ lình xình ở đây thôi, nó sẽ chạm khoảng vùng âm 10 đó, sau đó thì nó đi lên. Tín hiệu đường MACD thì đang hơi xấu một tí, đường HH hơi xấu một tí. Còn các cái mã cổ phiếu hàng đầu cơ, các mã cổ phiếu hàng đầu cơ thì trong cái thời điểm hiện tại chúng ta thấy rằng là khi thị trường chung đang rất khó khăn, thị trường chung đang rất khó khăn thì chỉ có hàng đầu cơ là cái hàng mà nó đã tăng rất là mạnh mẽ luôn. Ví dụ như là trong các cái bản tin tuần trước thì cũng có phân tích những cái mã cổ phiếu như HPG từ vùng giá 1.1 mà nó tăng lên đến trong cái phiên này cứ cho là 1.4 đi, tức là 0.3 chia cho 1.1 tức là tăng khoảng 27%. Thì trong lúc thị trường đang khó khăn như vậy thì những cái mã cổ phiếu đầu cơ nó đánh rất là nhanh, đánh nhanh thắng nhanh đó. Hoặc là ví dụ như là mã cổ phiếu DLG thì Hùng cũng đã có những cái phân tích cho các anh chị và khuyến nghị chúng ta đáng để đầu tư. Tại vì sao? Bởi vì thanh khoản của con này nó rất là tốt, các anh chị bán thoải mái đó, một phiên nó giao dịch 7-8 tỷ cơ mà, chúng ta cùng lắm chúng ta mua được 100-200 triệu, đúng không ạ? Và cái lịch sử tạo lập của DLG rất tốt, đánh từ vùng 2 lên đến vùng 12 thì, và ở những cái nhịp sau này các anh chị nhé, ở đấy những cái nhịp sau này này nó đánh những cái nhịp cũng rất là thoát, từ vùng đâu đó từ vùng 2.5 và lên đến vùng 4, đến vùng 4.5 đó. Thì trong cái thời điểm hiện tại, sau một thời gian tích lũy nền đi ngang thì Hùng Lê đánh giá rằng là đây là một cái nhịp kéo, gọi là nhịp gọi là cái nhịp đánh dẫn thôi đó, đánh dẫn lên, đánh dẫn xong thì ông rũ hết, ông rũ sạch sẽ ở đây, và sau đó thì cái vùng Hùng Lê khuyến nghị các anh chị bắt đó là vùng 1.6, vùng này bắt cực mạnh luôn, bắt thoải mái. Trong những cái nhịp gần đây thì Hùng đánh giá rằng vùng 1.6 rất là đẹp, và hiện tại thì từ cái vùng 1.6 này thì đang kỳ vọng là DLG có thể đánh chạm vùng 2.2, rũ riết một phát vài đấy nữa, và sau đó khi mà cổ phiếu này mà thoát được nền thì lúc đó thì chúng ta chỉ có ngồi để chúng ta chờ những cái cơ hội gọi là mở ra những cái chân trời mới đối với DLG. Bản thân Hùng rất thích mã cổ phiếu DLG. HQC thì bây giờ không còn điểm mua nữa anh chị nhé, đấy ví dụ thế. HHS cũng đang ổn này, HHS cũng đang tả nền này, HHS đó. HHS thì bây giờ là cái vùng này các anh chị mua vị thế này, vùng 3.5 đến vùng 3.6 trả về đây. Bản thân lịch sử tạo lập của HHS cũng rất tốt và Hùng đánh giá rằng đây cũng là một cái mã pen đáng để chúng ta nghiên cứu, còn tùy vào sở thích của các anh chị thôi. Và Hùng đánh giá rằng là cổ phiếu pen này sẽ lình xình đi ngang ở đây, sau đó thì sẽ có những cái nhịp hồi phục chung với cả thị trường thôi. AMD thì bị phân phối rồi, AMD và 2 bị phân phối QCG cũng như vậy. ART cũng đã bị phân phối trong phiên ngày hôm qua, phiên ngày hôm nay thì tiếp tục bị phân phối. TSC cũng bị đẩy bán, đích thì cũng không gì. Cổ phiếu HHP này, HHP này là Hùng cũng đã có phân tích rồi này. Tức là Hùng có phân tích định lượng của con này ở khoảng vùng giá 12.5 đến vùng 13, đây là vùng mà chúng ta có thể tham gia. Sau một cái nền tích lũy chặt đi dài này thì khả năng là con này thì thanh khoản nó hơi thấp một tí nhưng mà cầu nó cũng sẽ đánh đi tiếp. Nhìn phân tích ở trên biểu đồ nến tuần khá là đẹp, đối với mã cổ phiếu HHP. Ok, như vậy là chúng ta vừa mới đi điểm lại toàn bộ cái tình hình tất cả các cái nhóm ngành. Thì chúng ta thấy rằng là một cái thực tế đó là tất cả các cái mã cổ phiếu trụ hiện tại đang khá là yếu, và nó yếu và nó xuất phát điểm nó bị mất tay từ cái phiên đáo hạn hợp đồng phái sinh ở phiên ngày thứ 5, và sau đó thì nó bị mất tay tiếp ở cái phiên mà cuối tuần ETF, quỹ ETF cơ cấu. Chính vì vậy nên là trong cái phiên cuối tuần VN Index của chúng ta mất 16 điểm. Điều này thì Hùng cũng đã có giải thích đầu phiên rồi, đó là nó do Vietcombank, nó do họ nhà VIC bị bán khá là mạnh và cổ phiếu BVH bị đạp vào cuối phiên. Đấy là những cái yếu tố khá là bất thường, chúng ta sẽ cần chờ đợi thêm cái tín hiệu phiên của ngày thứ hai để chúng ta có thêm những cái kết luận về đường đi của thị trường. Đối với chỉ số VN Index hiện tại, thì cái phiên kết tuần này thì cái phiên kết tuần và phiên ngày hôm qua thì Hùng Lê đánh giá hai phiên này chúng ta sẽ không sử dụng để chúng ta đi vào cái phân tích cái xu hướng của VN Index trong những cái thời điểm sắp tới, mà Hùng sẽ cần thêm phiên ngày thứ hai để Hùng có thêm những cập nhật đánh giá định lượng. Về cơ bản thì phiên ngày thứ hai VN Index của chúng ta cần phải lấy lại ở cái vùng 715 điểm 715 điểm và mạnh hơn có thể 720 sẽ có những cái nhịp hồi phục ở đây, và những cái nhóm ngành nào có thể hồi phục được đó là một số các cái mã cổ phiếu trụ cùng với nhóm ngành ngân hàng. Vietcombank thì cũng có thể hồi phục trở lại sau những cái phiên bán mạnh của nhóm ngành ngân hàng. Nhìn trên những yếu tố kỹ thuật ngắn hạn thì Hùng Lê đang nhìn thấy có một cái điều nó hơi phân vân một tí, đó là cái chỉ báo về dòng tiền. Chỉ báo về dòng tiền đang cắm đầu đi xuống. Đây là một cái nó đang hơi yếu đó. Phải khi nào chỉ báo dòng tiền nó có những cái tín hiệu mà đi ngang thì lúc đó chúng ta mới yên tâm hơn với thị trường. Và cái điều nữa là tín hiệu đường MACD tiếp tục có những cái điểm mở biên dưới như thế này thì đấy là một cái tín hiệu mà cũng đáng ngại với thị trường. Cùng với đó là những cái yếu tố tác động ngoại biên trong 2 ngày cuối tuần thì chúng ta cũng chưa thể tiên lượng hết được những cái yếu tố phức tạp và những yếu tố gì nó có thể xảy ra. Thì đối với VN Index cùng sẽ cần thêm phiên ngày thứ hai để chúng ta có thêm những cái định lượng. Bản thân về hợp đồng phái sinh VN30 F1M thì cùng với cái việc mà thị trường chung đang xấu thì khả năng là chỉ số này sẽ test lại ở khoảng vùng 650, và từ vùng 650 này thì có thể cầu long nó sẽ bắt đầu hồi phục và nó sẽ bắt đầu vào vị thế đây. Thì đó là đối với hợp đồng phái sinh là như vậy. Và đối với phái sinh thì chúng ta sẽ cần phải cập nhật ở trong phiên thôi, chứ chúng ta không có một cái con đường nào khác. PS đó, phái sinh, PS phái sinh. Và ví dụ trong ngày hôm qua đó, tất cả những cái điểm mà liên quan đến phái sinh đó, các điểm long nó ví dụ như thế, phái sinh. Ok, tức là trên team thì Hùng Lê đang có cập nhật thêm cả những yếu tố về phái sinh, bởi vì phái sinh thì nó lại liên quan trực tiếp đến thị trường cơ sở, và chúng ta cập nhật phái sinh để chúng ta có được những cái định lượng về cơ sở của chúng ta yên tâm hơn. Ví dụ như là phái sinh nó đang đạp xuống thì chúng ta nó sẽ đạp đến đâu thì chúng ta cũng sẽ định đường được là VN Index hoặc VN30 sẽ giảm đến đâu, và đến cái điểm đó thì chúng ta quan sát để xem là nó có dừng rơi không, hay là nó có những yếu tố nào bất thường vân vân. Thì chúng ta sẽ liên tục cập nhật ở thị trường chứng khoán ở trong tuần vừa qua và trong tuần theo thời gian thực. Và hiện tại để xem nào, Dow Jones 30 Dow Jones Future thì đang có lúc là xanh nhất là được bao nhiêu, cao nhất là được 20.800 điểm, tức là gần lấy được mốc 21.000 nhưng mà bị tụt mất rồi. Còn chỉ số Dow Jones thì đang có những cái tín hiệu gọi là những cây nến doji đi ngang siết chặt nhẹ ở đây, như vậy rất là tốt, bởi vì Hùng kỳ vọng là trên góc độ quan điểm về kỹ thuật là chỉ số này đã đi vào vùng quá bán, và như vậy khi vùng quá bán thì nó sẽ có sự phục hồi. Ok, như vậy là Hùng Lê vừa cùng với các anh chị đã phân tích xong cái bản tin tuần vừa qua. Để về đồng hành cùng với team của Hùng Lê trên kênh chứng khoán Chiến Binh trên từng con sóng cũng như trên team Zalo VPS NO01 thì Hùng Lê cũng trân trọng kính mời cộng đồng nhà đầu tư, tất cả những anh chị nhà đầu tư chúng ta có những cái góc nhìn, có những cái quan điểm thì chúng ta sẽ về để cùng đồng hành. Và hàng tuần thì Hùng Lê có những cái bản tin thì các anh chị cũng có thể giúp Hùng Lê share những cái bản tin này đến với cộng đồng nhà đầu tư, đến với những anh chị em đang đầu tư để họ cũng có được thêm một cái góc nhìn về thị trường, góc nhìn về cổ phiếu để chúng ta tránh được những cái rủi ro trong quá trình đầu tư. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà trong các bản tin tiếp theo.